Rồi, ngày hôm nay mình sẽ học cái section 3. Thì section 3 nó khó hơn cái section 1 ở một cái chỗ là nó cũng một là cái đoạn hội thoại. Nhưng mà cái đoạn hội thoại nó phức tạp hơn, có thể là nó không còn giống như cái section 1 là người ta đọc cái gì thì mình điền cái đó nữa, mà ở đây là mình phải lựa chọn được cái thông tin đúng. Vì có cái thông tin đúng như vậy và cái dạng câu hỏi là multiple choice, tức nghĩa là lựa chọn đáp án đúng, lựa chọn trắc nghiệm á, thành ra là người ta sẽ không có dễ dàng nói ra cái đáp án ra y hệt để các bạn nói, để các bạn nghe được, mà các bạn cần phải nghe, có thể là nghe một cái nội dung nào đó khác và các bạn suy ra đó là cái nội dung mà mình cần tìm. Nhưng mà thực chất ra thì không phải không cần phải suy luận gì cả, mà chỉ là mình hiểu, mình nghe và mình hiểu được cái đoạn đó nó là cái gì thì mình sẽ chọn được cái multiple choice thôi. Thì ở trong đây nó sẽ có một số cái bẫy, ví dụ như là cái bẫy là vì đây là một cái đoạn hội thoại giữa hai người với nhau, do đó là nó sẽ thường có một cái loại bẫy là một người nói xong thì người ta chưa có cái người còn lại chưa có đồng ý, như vậy thì người còn lại có thể là họ sẽ phản đối và người ta sẽ nói đến cái đáp án số 2. Đáp án số 2 thì đến lúc đấy thì cái đó mới là cái đáp án đúng cho các bạn, được không ạ? Còn nếu như mà chúng ta đã nghe được một người đã nói ra cái nội dung, cái idea rồi, nhưng mà mình ở phía sau người ta muốn đồng ý thì người ta nói gì ạ? Người ta có thể nói là oh, ok, alright, hoặc là let's do it, hay là that's great, ví dụ như vậy. Thì đó là cái hành động mà họ xác nhận cái ý kiến của người thứ nhất. Thì lúc đó thì cái đáp án thứ nhất người ta không còn lặp lại nữa, thì cái đáp án đó nó sẽ là cái đáp án chính xác của mình. Như vậy á, thì cái bí quyết ở đây là mình cần phải theo dõi cái mạch của câu chuyện ha mọi người ha. Bởi vì nếu như mà mình hấp tấp, mình nghe chỉ mới cái đáp án đầu tiên thôi mà mình chọn ngay á, thì mình rất là dễ bị sai. Do đó cái bí kíp ở đây là mình phải cần phải theo dõi cái câu chuyện, tìm ra được cái điểm mà người ta, hai người đồng thuận với nhau, hai người agree với nhau, thì đó mới chính là cái đáp án chính xác ha. Và sẽ có một cái dạng bẫy nữa, có thể là cái dạng bẫy mà người ta đưa ra nhiều cái nội dung, có thể là có ba lựa chọn là ABC và người ta nói đến cả ba cái nội dung này luôn, nhưng thực chất chỉ có một cái là đúng mà thôi, là bởi vì hai cái kia mặc dù nói đến nhưng mà nó nằm ở trong cái hoàn cảnh không liên quan, thì cũng coi như là cái đáp án đó không phù hợp ha mọi người ha. Rồi mình sẽ nhờ một bạn giúp giùm mình đọc cái câu số hôm nay, là cái chủ đề là study on gender in physics, tức nghĩa là một cái nghiên cứu hoặc là một cái sự tìm hiểu on gender, tìm hiểu về giới tính ở trong physics, ở trong cái môn vật lý hoặc là trong lĩnh vực vật lý ha. Thì trước khi mà bật trong cái đoạn băng nghe, trước khi người ta đọc cho mình nghe, thì chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian để chúng ta đọc trước cái câu hỏi, do đó hết sức tranh thủ cái thời gian đấy để mình cố gắng mình đọc. Ở đây ví dụ như là người ta cho phép mình nghe từ câu số 21 đến 25 chẳng hạn, thì mình cần dành thời gian để mình đọc càng nhanh càng tốt câu số từ 21 đến 25 trong cái khoảng thời gian đấy, và mình ghi chân những cái keyword để mình có thể là tí nữa mình nghe thì mình sẽ dễ dàng nắm bắt được cái nội dung của cái đáp án ở trong đấy, được không ạ? Rồi, và thêm vào đó nữa là nếu như mà các bạn nào mà nghe đọc đã khá cứng rồi, cái kỹ năng đọc của các bạn khá ổn, các bạn đọc nhanh thì các bạn sẽ có một cái ít thời gian còn thừa so với cái khoảng lặng mà người ta cho mình á, thì mình nên tranh thủ cái thời gian đó mình đọc tiếp những cái câu hỏi về sau luôn ha. Bởi vì dù sao đi nữa thì đây cũng là một cái cuộc đua về thời gian, thì mình càng đi nhanh thì mình càng có lợi thế, do đó là không bỏ sót bất kỳ một cái cơ hội nào để mình có thể maintain được cái advantage, tức nghĩa là giữ vững được cái ưu thế, cái lợi thế của mình ha mọi người ha. Do đó là không có chủ quan ở trong cái bài thi này. Rồi, và ở trên lớp thì mình sẽ hướng dẫn mọi người là nghe cái nội dung nào sẽ là nội dung sai và nội dung nào sẽ là nội dung đúng. Còn về nhà thì cái chỗ này sẽ có những bạn mà nghe chưa có ổn á, các bạn
tức nghĩa là không có nghe được gì á, thì mình cần phải làm một cái hành động là mình phải nghe với lại cái TypeScript. TypeScript là cái gì ạ? Là cái phần ở cuối cái cuốn sách đó mọi người. Cuối cuốn sách Cambridge nào cũng sẽ có những cái TypeScript, tức nghĩa là cái đoạn ghi lại những cái đoạn hội thoại ở trong cái bài listening. Và chúng ta cần phải thực hiện 3 bước. Bước thứ nhất là test bản thân, tức nghĩa là ngay cái bước số 1 đó là chúng ta sẽ nghe với cái băng cùng với cái đề trước, cố gắng. Ấy, chết rồi. Ở cái bước số 1 là mình cần phải bật băng nghe với lại cái đề bài ha, để mà test bản thân coi, giống như là hồi 10 phút đầu trên lớp này mọi người đã test rồi đó, tức nghĩa là mình coi là mình đã làm được bao nhiêu câu và mình đúng bao nhiêu câu, sai bao nhiêu câu và chưa nghe được bao nhiêu câu. Thì ở cái bước số 1 đó là chỉ mới test bản thân thôi. Sau đó mình dò lại với đáp án và mình coi là nếu những câu đúng á, thì mình đã nghe được cái gì mà nó đúng như vậy, có thật sự là mình đúng nghe đúng hay không, hay là mình ăn may, tức nghĩa là mình chọn đại mà nó ra mà thôi. Rồi, còn những cái câu sai thì càng phải chú ý kỹ hơn, tức nghĩa là mình xem ở trong đó là mình sai là sai do cái gì, là do nghe không được hay là do chọn sai, do mình đã nghe sai chỗ, do mình đã nghe một cái đáp án ở phía trước nhưng mà mình quên nghe đến cái ở phía sau, ví dụ như vậy đó. Thì mình cần phải tập trung nhiều hơn vào cái chỗ đó. Rồi sau khi mà mình dò với đáp án rồi thì mình đến cái bước số 2 là mình cần phải bật băng nghe lại với TypeScript, tức nghĩa là cái này ha. Section 3 đâu rồi? Đây. Thì bật băng nghe lại với TypeScript, thì các bạn có thể là vừa bật băng vừa đọc cái TypeScript này, và các bạn có thể là vừa lặp lại miệng mình phát âm lại theo những gì mà mình đã nghe được. Còn không á, thì các bạn có thể làm một cái hành động là ở nếu như mà cái chỗ nào mà nó ồn quá thì các bạn không thể nào mà, ví dụ các bạn ngồi trong thư viện các bạn không thể nào mà các bạn đọc lên thành tiếng được á, thì các bạn có thể dùng giấy bút để các bạn chép ra. Ví dụ các bạn bật băng lên nghe từng đoạn, sau đó là vừa vừa nghe mà vừa theo dõi cái TypeScript này, và sau đó các bạn sẽ có thể là chép lại cái câu vừa y hệt đó, các bạn nhìn vào sách các bạn chép lại cái câu đấy, hoặc là các bạn có thể là bật cái băng y lại cái câu đó, nghe lại cái câu đó và chép lại cái đó ha, thì mình mới cải thiện được. Và một cái điều nữa là các bạn bạn nào mà phát âm còn yếu, tức nghĩa là nhiều chữ mà các bạn phát âm sai á, thì các bạn cần nhất thiết là các bạn cần phải vừa nghe vừa tập phát âm theo, bởi vì cái việc phát âm mà không rõ hoặc là không đúng á, sẽ dẫn đến một cái hệ quả liên quan là các bạn sẽ, khi mà đã phát âm không đúng rồi thì mình không có cái khái niệm về cái ngữ âm của cái từ đó ở trong đầu mình, thành ra là mình nghe đến cái khúc đó là mình bị quên mất tiêu, mình không có biết đó là cái từ gì. Và một cái điều nữa mà các bạn có thể gặp khó khăn khi mà các bạn nghe, đó là bởi vì các bạn quên mất cái việc mà người ta phát âm, người ta có thể là nuốt bớt âm hoặc là người ta có thể nối những cái âm cuối với âm đầu. Ví dụ như là mình nói là okay Craig, so I finally managed to read the article you mentioned. Thì ở đây á, thì những cái này nó không có gì để nối đúng không? Mình coi nè, the one about the study on gender in physics. Vậy thì mình có gender in physics. Thì á, người người Anh á, thì họ sẽ có xu hướng là những cái từ nào á, mà có cái âm R ở phía cuối á, thì thường họ sẽ bỏ đi. Người Mỹ thì họ đọc là gender gender đúng không ạ? Nhưng mà người Anh á, thì thường họ sẽ đọc là gender gender. Nhưng mà đến cái lúc mà có thể nối từ được thì họ lại xuất hiện cái chữ R trở lại. Đó. Ví dụ ở đây có cái âm y ở phía sau có thể nối được, là họ sẽ xuất hiện cái chữ error trở lại, gender in physics, gender in physics. Còn bình thường họ sẽ nói là gender gender, còn người Mỹ sẽ đọc rõ ràng là gender gender. Chưa? Rồi, như vậy thì nhớ cái việc đấy để anh chị ạ, bởi vì cái kỳ thi IELTS là thông thường là người Anh với người Úc, có giọng Anh với giọng Úc, thì thông thường là họ sẽ làm theo cái kiểu British accent như vậy, là gender và gender in physics. Do đó là các bạn, khi mà các bạn chưa có phát âm được tốt á, thì các bạn nên
nên tập phát âm với những cái băng listening này luôn. Đó cũng là những cái cách phát âm chuẩn để các bạn có thể nương theo, các bạn bắt chước theo ha. Thì cái đó là về nhà các bạn sẽ tự tập thêm nha mọi người nha. Thì bây giờ ở trên lớp mình sẽ coi là mình sẽ làm dần dần từng câu ha mọi người ha. Rồi bây giờ mình có thể là mời một bạn nào xung phong giúp giùm mình cùng nghe với cả lớp và cùng nghe với Tuấn Anh ha. Mình nhờ bạn Bảo được không ạ? Nghe nghe. Rồi bây giờ em đọc giúp giùm anh cái câu số 21 nha. Students in America, Miyake's study were all majoring in A. Physics, B. Psychology or Physics, C. Science, Technology, Engineering and Mathematics. Rồi, thì cái câu 21 này người ta cần mình tìm cái loại thông tin gì ạ? Mình sẽ dùng cái keyword nào từ cái câu 21 ạ? Câu hỏi. Dạ, em gặp Akira Miyake study với all majoring À, rồi, vậy thì á, đầu tiên là mình coi là cái Akira Miyake Study nó có thật sự cần thiết hay không, mà có thể là mình sẽ nghi ngờ là có lẽ là sẽ có những cái nhiều cái study, nhiều cái nghiên cứu của nhiều người khác nhau ở trong bài. Tuy nhiên là mình để ý thấy là ở đây đã có Miyake, ở dưới cũng có Miyake, ở câu số 24 cũng có Miyake. Như vậy thì hầu như là cái bài này nó sẽ xuyên suốt về cái giới thiệu về cái study của một một nhà khoa học mà thôi, được không ạ? Study là cái việc nghiên cứu, được không ạ? Chứ không phải là cái việc học hành nha mọi người nha. Ở đây là nghiên cứu. Vậy thì mình không cần thiết phải chú ý đến cái Miyake nhiều lắm, mặc dù là mình có đọc lướt qua cái chữ Akira Miyake như vậy thôi. Rồi, như vậy thì mình sẽ cần quan tâm đến cái gì tốt hơn, đó chính là cái major, major và students. À, đó là những cái sẽ quan trọng hơn đối với mình, được không ạ? Đó, rồi ở cái câu A, B, C thì cái những cái này là những cái lựa chọn ngắn gọn, do đó là mình chỉ cần đọc lướt qua để mình biết là mình có những cái công cụ gì trong tay thôi. Mình thấy A là physics, B psychology of physics, tức nghĩa là môn tâm lý hoặc là môn vật lý. Rồi câu C, science, technology, Engineering, Mathematics là những cái môn về khoa học tự nhiên. À, các bạn nào mà đi du học thì các bạn cũng quen với cái STEM này, đúng không ạ? Cái ngành mà chuyên về khoa học cơ bản á. À, thì ở đây là Science, Technology, Engineering, Mathematics. Vậy thì mình nhận thấy là cái gì nó phân biệt giữa cái điểm khác biệt giữa ba cái đáp án này là gì ạ? Bạn Bảo. Cô A nó chỉ có một môn, B nó có hai môn, cô C là C là một tập hợp luôn, đúng không ạ? Như vậy thì nếu như mà mình nghe được là một cái series, a series of hoặc là various gì đấy á, thì nó sẽ khiến cho mình nghĩ ngay đến cái câu C. Còn nếu như mà mình nếu như mà để thể hiện được là chỉ có physics thôi, nếu như mà đáp án là A thì thường người ta sẽ nói là only. Người ta sẽ nói là có cái chữ là only là chỉ có, hoặc là sole, hoặc là single. Ví dụ như vậy, những cái từ gì mà nó khiến cho mình nghĩ đến cái việc mà đơn lẻ, được không mọi người? Thì nó sẽ khiến cho mình dễ dàng nghĩ đến cái việc là nó chỉ có cái physics mà thôi. Rồi, psychology or physics thì như thế nào? Thì nó là hai cái mà ở đây nó được kết nối với nhau bằng cái chữ or. Như vậy thì or tức nghĩa là hoặc, hoặc ở đây tức nghĩa là người ta chọn một trong hai. Như vậy thì á, nó sẽ có một cái sự lựa chọn select hoặc là choose hoặc là elect ở đây. À, cái đó là chỉ là những cái phán đoán của mình thôi ha, không có chắc chắn là nó sẽ có ở trong bài. Tuy nhiên là khi mà mình nhìn vào ba đáp án như vậy, mình sẽ cần có một cái sự so sánh giữa ba cái, để tí nữa nếu như mà mình nghe phải á, thì mình sẽ có cái dấu hiệu để mình dễ dàng nhận biết cái điều đấy. Rồi rồi, và câu số, cái câu này nó hơi dễ ha, mình đọc tới câu 22 luôn, mời bạn Bảo giúp giùm anh. The aim of Miyake's study was to investigate A. What kind of woman choose to study physics? B. A way of improving women's performance in physics. C. Whether fewer women than men
women than men study physics at college. Rồi, nhìn trước tiên vào cái câu hỏi đầu tiên của cái câu 22, the aim of Miyake's study was to investigate, thì em sẽ chọn những keyword gì để em có thể gạch dưới hoặc là khăn tròn ạ? Dạ, em với investigate. Em và investigate. Em nghĩa là gì ạ? Dạ, chủ yếu em là mục đích, mục đích. Mục đích. Chúng ta có cái aim mà, hoặc là chúng ta có cái goal, hoặc là chúng ta có target, được không ạ? Hoặc là chúng ta sẽ có những cái, đây là những cái danh từ để thể hiện về cái mục đích. Rồi, chúng ta sẽ có những cái động từ để thể hiện về cái mục đích đấy. À, danh từ mình còn một cái nữa nha, là cái purpose, là cái mục đích ha mọi người ha, purpose. Rồi ngoài ra thì chúng ta có thể có những cái hành động thể hiện cái mục đích đấy. Không nhất thiết là chúng ta phải đạt cái gì đó, mục đích gì đó, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần có một cái kỳ vọng là sẽ đạt được cái gì đấy. Vậy thì chúng ta có expect hoặc là anticipate, là những cái từ gọi về cái việc mà kỳ vọng, dự đoán trong tương lai. Expect to find, hoặc là expect to discover, hoặc là expect to study, ví dụ như vậy. Đó là kỳ vọng sẽ phát hiện ra cái điều gì đấy. Hoặc là anticipate cũng có nghĩa là kỳ vọng, cũng là dự đoán luôn, thì nó cũng ngang nghĩa với lại cái chữ expect luôn ha mọi người ha. Rồi vậy thì nhìn vào cái ABC á, thì em sẽ chọn những cái từ khóa gì ở đây? Ở câu A thì em chọn hoàn óc của mình để study physics. Rồi, có B thì như thế nào? Một câu B là em chọn away để women performance in physics. Rồi, có C. Đó là two women than men study physics. Rồi, mời bạn Nhi có thể cho anh thêm ý kiến, nhận nghĩ, ý nghĩ, cảm nghĩ của em thử xem nào. Em sẽ chọn những cái keyword gì đối với những cái câu hỏi, câu ABC này. Câu 22 là ABC. Thì keyword cho câu A là kind of woman. Uh-huh. Với lại study physics. Uh-huh. Để phòng hờ. Còn câu B sẽ là improving women's performance. Còn câu C sẽ là fewer women than men. Rồi, cảm ơn bạn Nhi. Chúng ta sẽ có, tùy vào mỗi người sẽ có cái nhận định khác nhau, thì không nhất thiết là mình phải bám hết vào những cái keyword mà chính xác hoàn toàn 100%, thì mỗi người sẽ có cái cảm nhận khác nhau ha. Tuy nhiên đó là mình nên chọn lấy những cái keyword nào mà mình cảm thấy là nó có thể dễ dàng phân biệt được với những cái đáp án còn lại, phân biệt được với hai đáp án còn lại. Như vậy mình coi cái câu A á, nó câu A nó là một cái loạt rất là dài, và cuối cùng mình chỉ cần tóm gọn lại là mình cần tìm cái loại thông tin gì, mình cần biết được cái loại thông tin gì ở đây, đó là what kind of women, what kind of women tức nghĩa là cái nhóm người nào, hoặc là cái người như thế nào, người women như thế nào thì họ sẽ chọn study physics. Thì chúng ta có thể chọn hờ thêm cái study physics cũng được, còn không thì mình chỉ cần nói về cái việc là những người nào thôi. Ví dụ như là có những người là những bà mẹ, những bà mẹ đi làm, đi working mothers, lấy ví dụ là như thế. Hoặc là những người còn trẻ, là những người college students, ví dụ như vậy. Hoặc là những người nào mà giỏi về science, who are good at science, ví dụ như vậy ha. Đó là những cái ví dụ khác nhau về những cái what kind of women. Rồi, ở B á, mình khi mà mình đọc lướt qua thì mình sẽ thấy là mình cần tìm cái loại thông tin nếu có, đó chính là a way to improve the performance. Mình không cần quan tâm đến cái women hay là physics ở đây nữa, đúng không ạ? Là bởi vì ba câu này là giống nhau ở cái điểm là women and physics rồi. Mình chỉ cần đi lọc lấy những cái gì nó có thể phân biệt lẫn nhau thôi. Như vậy thì mình coi là cái gì nó có thể improve được cái performance, cái năng lực
cái thực lực của họ ở trong cái bộ môn vật lý, được không ạ? Và câu C, whether fewer women than men study physics at college. Cái whether này là đại diện cho câu hỏi yes, no. Như vậy á, thì mình sẽ coi là fewer women than men có hay là không. Như vậy thì mình sẽ coi là cái nào nhiều hơn cái nào, đúng không ạ? Do vậy thì mình coi là whether fewer. Mặc dù mình gạch dưới ở đây, nhưng mà trong trong trí óc mình á, sẽ nghĩ ngay đến cái việc là cái số lượng là cái number. Xin lỗi mọi người. Ôi, sao cái này nó phóng bự dữ vậy? Rồi, vậy thì á, ở đây á, cái việc mà mình gạch dưới ở câu C nó sẽ không mang lại tác dụng nhiều lắm, bởi vì mình không thể nào mình gạch xõa hết được cả một cái đoạn mà whether fewer women than men được. Vậy thì mình chỉ cần ghi chú ra một cái tóm tắt thôi là number of women là xong, được không ạ? Đó, vậy thì á, cái nào mà khó gạch dưới quá thì mình ghi chú ra ở ngoài bằng một cái nó tóm tắt lại, nó gọn gàng, nó gãy gọn hơn, nó dễ dàng hơn cho mọi người, được không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu số 21, 22 ha. Mời bạn Bảo cùng cùng nghe với anh nhé. Cảm ơn bạn Nhi, tới nữa anh sẽ mời tiếp bạn Nhi nhé. Sorry mọi người, đợi mình tí xíu. Section 3. You will hear two psychology students called Lisa and Greg discussing a project they have to do. First, you have some time to look at questions 21 to 27. 21 to 27 ha. Do đó là mọi người, khi mà mọi người ra thi, mọi người để ý đến cái việc mà ngắt đoạn của họ để coi là cái đọc đến câu hỏi nào là hợp lý cho mọi người. Đối với bạn nào mà đọc còn khá chậm ha, thì mình sẽ lưu ý đến cái điều đấy để mình có cái thời gian thích hợp. Rồi và cái nữa là bạn nào mà hồi nãy các bạn nghe chưa có rõ thì các bạn nhớ là mở thêm cái file TypeScript lên dùm cho Tuấn Anh để nghe cùng với cái đoạn này ha. Và mình có gửi cái file TypeScript ở đó trên Skype á, thì mọi người có thể tải xuống, dung lượng nó khoảng 27 MB. Nó nằm ở trang số 3 nha mọi người nha. Rồi thì các bạn có thể vừa nghe vừa đọc theo cái này. Bây giờ mình sẽ vừa bật băng vừa các bạn vừa theo dõi câu hỏi. Chỉ các bạn nào mà nghe còn yếu thì mình sẽ đọc kèm với cái TypeScript trong lúc này ha. Mọi người đợi mình xíu. Now listen carefully and answer questions 21 to 27. Bây giờ mình nhìn vào câu số 21 nha mọi người. Okay, Greg. So I finally managed to read the article you mentioned. The one about the study on gender in physics. Right. So I've finally managed to read the article you mentioned. The one about the study on gender in physics. Như vậy thì nó giới thiệu lại cái bối cảnh của chúng ta là study on gender in physics. About the study of college students done by Akira Miyake and his team. Rồi, chúng ta thấy cái chữ student ở đây á, mặc dù bình thường mình nói chuyện với nhau, mình là người Việt Nam, mình nói với nhau thì mình hay nói rõ ràng là student. Nhưng mà các bạn để ý thấy là ở trong cái băng này họ sẽ đọc hơi nuốt chữ một cái xíu, student. Student, được không ạ? How about the study of college student taught done by Akira Miyake and his team? Yeah, I was interested that the researchers were actually a mix of psychologists and physicists. Rồi, mời bạn Bảo, ở đây chúng ta nghe được cái chữ gì khiến em có liên quan đến cái câu hỏi ạ? Nghe được psychology physics. Rồi. I was interested that the researchers were actually a mix of psychologists and physicists.
Tuy nhiên là các bạn nên, cái mặc dù các bạn đã nghe được cái chữ psychologist and physicist rồi, nhưng mà các bạn nhớ rằng là ở đây mới chỉ có một người nói thôi, và đây là cái đoạn hội thoại giữa hai người, do đó là sẽ luôn luôn có thể xảy ra cái sự không đồng ý giữa hai người đấy, do đó là vẫn phải tiếp tục nghe đến khi nào mà có cái sự xác nhận từ cái người còn lại ha. Chúng ta nghe tiếp. That's an unusual combination. That's an unusual combination. Là một cái sự kết hợp mà bất thường. Yeah. I got a little confused at first about which students the study was based on. Mặc dù có chữ yeah đúng không ạ? Nhưng mà người ta có nói về cái điều gì đấy chưa? Chưa. Vì sao? I got a little confused at first about which students the study was based on. Mình đã có được cái thông tin gì đến về cái việc là were major in chưa? Chưa. Do đó là mình vẫn tiếp tục. They weren't actually majoring in physics. They weren't actually majoring in physics. Thì đến lúc này mình mới có một cái mẫu thông tin nó liên quan đến cái vụ major, đúng không ạ? Còn ở phía trên á, là cái gì? The researchers. Researchers were actually a mix of psychologists and physicists. Các bạn nhìn qua cái tab script ha. Ở cái dòng của các bạn crack này. I was interested that the researchers were actually a mixed of psychologist and physicist. Như vậy thì ở đây là những cái psychologist và physicist này á, là researchers chứ không phải là students, đúng không ạ? Do đó là mình chưa có chọn được. Và tiếp tục, I got a little confused at first about which students. Tới lúc này mới có cái students, đúng không ạ? The study was based on. Và tiếp tục, mình vẫn chưa có được cái major cho đến khi they weren't actually majoring in physics. Được chưa? Rồi, mời các bạn cùng nghe tiếp. They were majoring in what's known as the STEM disciplines. That's science, technology, engineering and math. Yes, but they were all doing physics courses as part of their studies. Rồi, mời bạn Bảo. Ở đây chúng ta nghe được cái điều gì trong đoạn vừa rồi ạ? Nghĩa là không có hẳn là học nhiều ở môn vật lý, nhưng mà cái lĩnh vực chủ yếu là khoa học, science, technology, engineering và math. Ừ, thì hồi nãy người ta có nói lại một cái cụm từ mà mình hay nói với nhau là STEM, đúng không ạ? STEM discipline, that's science, technology, engineering and and math. Thì khi mà người các bạn crack này, các bạn nam này, bạn nối tiếp với lại cái lời của bạn nữ á, thì đó là một cái biểu hiện cho thấy là cái sự đồng thuận của hai cái bạn đấy. Và ở đây người ta nói rõ về cái việc majoring in what's known as the STEM discipline, được không ạ? Do đó là ở đây mình mới bắt đầu mình thấy có cái sự đồng thuận giữa hai người. Khi đấy thì mình mới đặt bút vào chọn đáp án, và mình chọn đáp án là C ha mọi người ha. C là science, technology, engineering and maths. Maths hay còn gọi là mathematics, được chưa ạ? Và ở phía sau lại có là yes, but they were all doing physics courses as part of their studies. Thì ở đây mặc dù mình vẫn nghe được cái physics, đúng không ạ? Nhưng mà nếu giả như là chỉ có physics mà thôi, thì như Tuấn Anh nói hồi nãy á, là người ta sẽ nói thêm những cái gì mà nó chỉ có physics mà thôi, để nó có thể phân biệt được với hai cái đáp án B và C còn lại, đúng không ạ? Do đó là mặc dù mình nghe cái chữ physics, nhưng mà thực chất là không phải cái physics đó, mà một cái đáp án đã được đồng thuận giữa hai người, hai bạn học sinh nam và nữ này với nhau, là science, technology, engineering and mathematics. Rồi, các bạn nghe đến cái câu 22 ha mọi người ha. Cố gắng nghe khoan rồi nhìn vào cái tab script ha. Còn bạn nào mà nghe còn khó khăn thì mình đọc ở tab script, không sao. That's correct. So, as I understood it, Miyake and Co started from the fact that women are underrepresented in introductory physics courses at college. And also that on average, the women who do enroll on these courses perform more poorly than the men.
Rồi, ở đây á, chúng ta nghe được cái gì ha bạn Bảo ha? Em chỉ cần nói cảm nhận của em thôi. Nghe được một chút là quá mình perform fully, more fully than men. Rồi, women perform more poorly than men khiến cho mình dễ dàng nghĩ đến cái đáp án ở cái câu B ha, là có cái chữ performance. Tuy nhiên là nhớ rằng là mình vẫn cần cái sự xác nhận từ cái người, cái nhân vật còn lại. Do đó là chưa có hấp tấp, mình chỉ mới chạm cái bút của mình vào ở cái đáp án B thôi. Nhưng mà mình khoan vội gạch ở cái chỗ đó ha, mình phải tiếp tục mình nghe. No one really knows why this is the case. Yeah, but what the researchers wanted to find out was... Rồi, ở đây mình lại nghe được cái điều gì ha bạn Bảo ha? Điều gì thú vị ở đây? Là những cái cuộc khảo sát muốn tìm ra gì đó. Wanted to find out what the researchers wanted to find out. Như vậy thì giống như hồi nãy mình bảo với mọi người là the aim, the goal, the target, the purpose. Đó là những cái mục đích, và người ta có thể là không phải nói rõ, không nói rõ ra cái mục đích là gì, mà người ta nói là người ta muốn cái gì, đúng không ạ? Người ta có thể expect to find out, expect to discover, they want to find out, they want to explore, they want to discover, they anticipate something new. Ví dụ như vậy, họ kỳ vọng một cái điều gì đó mới. Đó thì tiếp tục mình đã có cái keyword là find out, là mình thấy mặc dù là hồi nãy mình nghe đến cái performance là một cái câu B rồi, thì mặc dù là mình nghe rõ có cái chữ perform ở trong đấy, tuy nhiên là mình nên cảnh giác với cái việc là nghe cái một cái từ khóa, nghe được một từ khóa ở trong ABC nó khác với cái việc chúng ta nghe được một cái từ khóa ở trong cái câu hỏi ở phía trên. Vì sao ạ? Bởi vì ở phía ABC là chúng ta có thể bị đánh bẫy, nhưng mà khi mà chúng ta nghe được cái keyword để chúng ta xác định được cái câu hỏi chính là the aim of Miyake's studies was to investigate cái gì đấy, thì rõ ràng là người ta sẽ không đánh bẫy mình cái điều đấy. Thì khi mà mình nghe được cái chữ the researchers want to find out, vậy thì mình sẽ biết là đây là cái chỗ sẽ có chứa cái thông tin mà mình cần nghe, do đó mình phải càng tập trung hơn nữa. Như vậy thì ở đây sẽ là cái chỗ mà người ta không có bẫy mình ha. Find out là find out cái gì? Mình coi thử là find out cái gì. Basically what they could do about the No one really knows why this is the case. Yeah, but what the researchers wanted to find out was basically what they could do about the relatively low level of the women's results. Rồi, mời bạn Bảo. Là những cái sự tương đồng về cái kết quả thấp. Tiếng Anh được không? Nói tiếng Anh được không? Nghe được tiếng Anh cái gì mình nói? Em nghe được low results of women. Rồi, ok. Chúng ta nghe được những cái có thể là bạn nào mà nghe được không đầy đủ thì các bạn nghe được những cái cuối cùng, đó chính là the cái low level of the women's results. Low level of women's results tức nghĩa là cái gì ạ? Cái result, cái kết quả, cái năng lực của họ, cái kết quả nó sẽ phản ánh cái năng lực, đúng không ạ? Thường á chúng ta gọi là academic performance, tức nghĩa cái lực học. Lực học nó phản ánh bằng cái gì ạ? Phản ánh bằng những cái score, bằng những cái mark, là những cái result, đúng không ạ? Vậy thì á, có cái result nó sẽ phản ánh cho mình cái performance đó. Vậy thì á, nó sẽ ghép cho các bạn đến cái idea là cái performance. Tuy nhiên á, là cái đó là nếu mà lỡ chúng ta không nghe được cả câu á, thì chúng ta sẽ mò đến cái performance này như vậy. Tuy nhiên là các bạn sẽ nên nghe được cả câu như thế này. Các bạn nhìn ở cái câu này ha. Cái câu nè. What they could do about the relatively low level of the women's result. Cái dòng có Q22 ha mọi người ha. Find out what they could do. Find out what they could do tức nghĩa là gì ạ? Tức nghĩa là tìm ra cái việc gì họ có thể làm. Thì cái việc mà người ta nói là what they could do tức nghĩa là việc gì họ có thể làm để giải quyết một cái vấn đề gì đó. Ví dụ như là các bạn gặp một cái khó khăn gì đấy á, các bạn kể cho bạn bè nghe qua, kiểu mấy bạn bị trộm chẳng hạn,
bị trộm đi. Đó, xong rồi các bạn buồn quá, các bạn gọi điện thoại cho bạn bè tâm sự, cái xong rồi bạn nói là ok, just calm down, let's see what I could do for you. Thì vậy thì hãy bình tĩnh thôi, hãy xem thử coi là tôi có thể làm gì giúp cho bạn. Let's see what I could do for you. Tức nghĩa là tôi có thể làm gì để giúp cho bạn. Tức nghĩa là ở đây là tôi có thể làm gì để có thể giải quyết cái vấn đề đấy. Tôi có thể làm gì đó để make it better. Tôi có thể làm gì đấy để cho nó được tốt hơn, để improve that situation, để cải thiện cái tình hình đó, được không? Như vậy thì khi mà mình nghe là what they could do, what I could do thì á, mình sẽ liên tưởng ngay đến cái solution hoặc là cái improvement, được không ạ? Rồi. Và improvement về cái gì ạ? About the relative low level of women's results. Tức nghĩa là cái mức độ kết quả khá là thấp của những người phụ nữ. Được chưa? Đó, đó chính là cái they find out. Tuy nhiên là mặc dù là đã nhìn rõ 10-10 như vậy rồi, nhưng mà vẫn không được chủ quan ha. Chúng ta cần phải nghe tiếp đến cái đoạn tiếp theo. But in order to find a solution, they needed to find out more about the nature of the problem. Mời bạn Bảo. Cái đoạn này chúng ta nghe được cái gì ạ? Là cần phải tìm ra được cái about the nature of problem. Yeah. Cái câu này chỉ là một cái thông tin phụ cho cái mà chúng ta mới vừa nghe được, đúng không ạ? Find a solution, find a solution. Thì một lần nữa nó sẽ lặp lại, nó confirm về cái điều đấy cho mình, để mình chắc chắn là cái what they could do có thể ban đầu mình nghe mình không hiểu lắm nó là cái gì, nhưng mà ở phía sau mình lại tiếp tục mình nghe là find a solution, thì rõ ràng là nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy là chắc chắn hơn về cái điều mà chúng ta nghe được. Đó chính là cái what they could do. Nếu ban đầu chúng ta chưa quen thì chúng ta sẽ nghe tới cái find a solution. Right. They needed to find out more about the nature of the problem. Họ cần phải tìm hiểu thêm, tìm ra được cái nature of the problem. Nature of the problem nghĩa là cái gì hả Bảo ha? Vấn đề tự nhiên, cái tự nhiên của cái vấn đề. No. Nature mình sẽ hiểu là cái bản chất của cái vấn đề ha, đặc tính và bản chất. Nature bình thường nó là cái thiên nhiên, cái tự nhiên, tức nghĩa là cái gì mà sinh ra là đã có. Như vậy á, thì thông thường mình nói về nature là cái tự nhiên, là cái thiên nhiên. Nhưng mà khi mà mình nói là nature of a problem hoặc là nature of the situation hay là bất cứ cái gì đấy, ví dụ that's human nature. That's human nature, tức nghĩa là bản năng tự nhiên của con người, tính cách tự nhiên của con người, sinh ra là đã có. Như vậy thì lúc này mình sẽ hiểu cái nature đó chính là cái tính chất hoặc là cái tự nhiên của một cái điều gì đó, được không ạ? Cái phẩm chất của một cái điều gì đấy. Nature of the problem. Chúng ta tập quen với cái cụm từ này ha, bởi vì sẽ còn gặp dài dài nữa. Rồi, và sau đấy thì chúng ta có right. Now let's see if I can remember. Rồi, khi mà bạn kia bạn nói rồi và chúng ta vẫn không được chủ quan á, thì chúng ta sẽ nghe tiếp với cái bạn nữ, bạn sẽ nói là right, right, đúng không ạ? Right là bạn sẽ confirm về cái điều đấy. Còn nếu như mà bạn nữ này mà không đồng ý á, thì bạn nữ sẽ nói về những cái điều ví dụ như là but I think, hoặc là but I'm not sure, but it's not very acceptable, ví dụ như vậy. Thì thường là những cái chữ, những cái câu gì mà gắn với cái chữ but, hoặc là however, hoặc là nonetheless, hoặc là nevertheless. Cái nonetheless, nevertheless đó, thường mình sẽ ít thấy hơn những cái từ còn lại là but hoặc là however ha. Rồi, vậy thì nhưng mà may quá ở đây bạn nói là right, hoặc là yeah, hoặc là yes, I accept, I believe that, hoặc là I totally agree that. Ở đây bạn chỉ nói là về right thôi. Thì right, may quá là bạn đồng ý với kiểu điều đấy. Và khi mà right rồi á, thì người ta đã chốt xong được cái vấn đề đó, thì người ta sẽ chuyển đến cái vấn đề mới, người ta sẽ chuyển qua cái khía cạnh mới. Do đó là bạn Lisa, bạn sẽ nói tiếp là now let's see if I can remember. Bây giờ xem là tôi có thể nhớ cái điều gì. It was that gì đó. Vậy thì khi mà nói tới cái chữ now và let's see,
hoặc là let's do something cái gì đấy, thì người ta đang chuyển cái chủ đề sang một cái khác. Do đó đến cái chỗ right và đến cái now và cái let's see rồi thì các bạn không cần quan tâm nữa về cái câu số 22 nữa. Các bạn chắc chắn là cái câu 22 là cái mà các bạn đã nghe được, chính là cái improve the performance. Cái đáp án là B ha mọi người ha. A way of improving women's performance. Right. Bây giờ đến câu số 23 và 24, mình xin mời một bạn, cảm ơn bạn Bảo, mình xin mời bạn Nhi có thể giúp mình đọc câu 23 và 24 được không ạ? Yeah. The female physics students were wrong to believe that A, the teachers marked them in an unfair way. B, the male students expected them to do badly. C, their test results were lower than the male students. Miyaki's team asked the students to write about A, what they enjoyed about studying physics, B, the successful experience of other people, C, something that was important to them personally. Rồi, đối với cái câu 23, cái câu hỏi chính thì em sẽ gạch dưới những cái keyword nào để lấy về cái thông tin chính mình cần ạ? Câu hỏi thì em sẽ gạch là female physics students. Có cần phải không cần. Mình chỉ cần dạ không, tại nó đang nói về gender. Thì chỉ cần female thôi. Keyword thứ hai là wrong to believe. Wrong. Yeah. Câu A là mark unfair way. Có chữ, em nghĩ là có chữ mark nữa để phân biệt với lại okay. Câu B với câu C. Còn câu B thì là male rồi expected like badly. Câu C thì em nghĩ là the test result lower rồi male. Ok. Rồi các bạn nhìn vào cái câu 23 của bạn Nhi ha. Bạn Nhi vạch ra được những cái keyword khá là rõ ràng á. Câu 23 chúng ta nhìn vào cái này, nếu mà bạn nào mà đọc được nhanh á thì các bạn cố gắng đọc được cả câu. Bạn nào mà đọc chậm thì mình sẽ lướt qua những cái từ khóa. Tuy nhiên là mình vẫn khuyến khích các bạn đọc cả câu nhiều hơn ha, để mình nắm được rõ cả các hoàn cảnh, mình không bỏ sót cái gì. Sau đó mình mới đọc, mình mới gạch dưới cái keyword. Rồi, như vậy thì ở đây là mình sẽ cần biết được là cái the female physics students were wrong to believe that. Những cái bạn học sinh nữ đã có một cái niềm tin sai rằng một cái điều gì đó. Như vậy thì chúng ta cần đi tìm một cái niềm tin mà nó sai. Ở dưới đây tôi sẽ đi tìm ba đáp án này là ba cái niềm tin, và niềm tin nào là sai, là wrong đối với của từ xuất phát từ những cái bạn female students này. Rồi. Vậy thì câu A là the teachers marked them in an unfair way, là những người giáo viên đã chấm điểm họ bất công. Như vậy thì chúng ta giữa cái teachers và mark thì chúng ta nên lấy cái mark nhiều hơn, bởi vì dù gì thì mark là cũng từ teachers mà ra chứ không có ai khác. Như vậy thì chỉ cần có cái chữ mark thôi. Nhưng mà cái chữ quan trọng hơn chính là cái chữ unfair, được không ạ? Unfair là bất công. Nếu như mà mình chỉ có cái chữ unfair alone, tức nghĩa là unfair một mình cái chữ đó thôi, thì có thể là dẫn đến các bạn suy nghĩ là unfair về một cái điều đó khác. Do đó là mình cần thêm cái chữ mark vào trong đó để làm unfair về cái gì? Bất công về cái việc chấm điểm. Câu B, chúng ta có the male students expected them to do badly. Có thể cái niềm tin ở đây họ đã có một cái định kiến là male students, những bạn học sinh nam đã kỳ vọng họ to do badly, tức nghĩa là tưởng rằng họ do badly. Do badly này tức nghĩa là gì ạ? Nó cùng nghĩa với cái việc là perform badly. Do badly in school, hoặc là do badly in study, do badly in academic. Như vậy thì đó tức nghĩa là do này là do gì ạ? Tức nghĩa là thực hiện hành động mà dở tệ trong một cái lĩnh vực nào đấy. Mà ở đây đang nói về cái việc học hành. Do đó là mình sẽ nghĩ ngay do badly này là do badly in
in studying hoặc là in taking test hoặc là do badly in exams hoặc là do badly in science, do badly in experiments, whatever. Cái điều gì đó nó liên quan đến việc học tập, học hành ở đây, nghiên cứu ở đây ha. Do badly là cái việc đấy. Rồi, câu C là the test results were lower than male students. Chỉ đơn giản thôi là cái test results là nó thấp hơn nó thấp hơn so với những bạn male student. Cái kết quả thi, kết quả test kiểm tra nó sẽ thấp hơn. Như vậy thì cái câu B, câu C nó sẽ hơi có một cái sự tương đồng một tí xíu. Vì sao? Ở phía trên là expect them to do badly, tức nghĩa là cho rằng là họ sẽ làm dở tệ. Thì dở tệ là thông thường là dở tệ về việc thi thố học hành này nọ, đúng không ạ? Còn ở phía dưới thì nó lại rõ ràng hơn, nó nói về cái việc là test results were lower, thì nó cũng dẫn đến cái việc cái gì đó nó dở hơn. Như vậy thì làm sao để mình phân định giữa hai cái đáp án của B và C này ạ? Thì mình sẽ dựa vào cái việc là expect và were. Expect tức nghĩa là kỳ vọng đúng không ạ? Thì kỳ vọng thì thường là sẽ kỳ vọng về một cái gì đó trong tương lai. Như vậy tương lai á, thì thông thường mình sẽ xài những cái thì tương lai như là will hoặc là be going to do something, đúng không ạ? Going to do something hoặc là be doing something. Rồi, đó là trong trường hợp bình thường. Bây giờ reported speech tức nghĩa là cái câu tường thuật mà bây giờ mình đang có một cái bối cảnh ở trong quá khứ, thì những cái will này nó sẽ biến đổi thành cái would. Would là cái thể quá khứ của will. Rồi, hoặc là be going to do thay vì am, is, are thì người ta sẽ chuyển thành là was hoặc là were, đúng không ạ? Đó là những cái dấu hiệu để cho các bạn thấy là nó nằm ở trong cái tương lai của quá khứ. Tương lai của quá khứ nghĩa là sao ạ? Ví dụ như là bây giờ năm 2019, mình đang nói về cái thời điểm quá khứ là năm 2010. Thì năm 2011, mặc dù nó là quá khứ, nhưng mà đối với năm 2010, đó chính là tương lai của quá khứ. Như vậy thì ví dụ như là cuộc thi nó diễn ra vào năm 2011, nhưng mà cái việc expect này họ đã expect vào năm 2010. Như vậy thì the male students expected that the female student would do badly in the test. Ví dụ như vậy, đúng không ạ? Như vậy mình sẽ, nếu như mà nó thuộc vào cái đoạn B á, thì mình sẽ để ý đến những cái thì nó thể hiện cái sự chỉ về tương lai của cái thời điểm đó, được không ạ? Rồi, còn nếu như mà là đoạn đáp án C á, thì nó sẽ là một cái niềm tin về một cái sự thật rằng là họ tin rằng là kết quả thi của họ là thấp hơn những bạn nam, kết quả thi thấp hơn những bạn nam, chứ không phải là kết quả thi là những bạn nam cho rằng sẽ như vậy, đúng không ạ? Những bạn nam cho rằng sẽ như vậy. Như vậy thì mình cần phân biệt giữa các đáp án B và C một tí xíu ha. Rồi, số 24 thì bạn Nhi sẽ chọn những cái đáp án cụm từ gì trong này ạ? Câu 24 nếu mà câu hỏi thì em sẽ chọn keyword là Miyake's team để phân biệt với lại câu 23 nếu mà nó đổi sang. Rồi keyword là write about. Rồi. Câu A thì em keyword là what, rồi enjoy physics. Câu B. Câu B là successful experience. Rồi, câu này nó cũng hơi dài. Nếu mà em chọn, em sẽ chọn là hay là successful experience với like other people. Mà giờ thì còn hết câu rồi. Còn câu C, something important, rồi personally. Rồi, ok. Bây giờ trước khi mình phân tích nó thì anh hỏi thêm ý kiến của một bạn khác ha. Để coi lớp mình có suy nghĩ giống nhau không? Ý nhiều khi ý tưởng lớn gặp nhau. Mời bạn Linh giúp mình được không ạ? Dạ vâng ạ. Về câu hỏi thì em sẽ gặp dưới là write about. Còn về câu trả lời là câu A sẽ là enjoy. Câu B sẽ là successful experience.
và câu C sẽ là important và personally. Rồi. Cảm ơn hai bạn. Mình nhờ thêm một bạn nữa ha. À, mời bạn Thùy Dân. Yeah. Câu hỏi thì em sẽ chọn là major key theme verb write about. Còn câu A là em sẽ chọn what enjoy verb studying physics. Câu B em sẽ chọn là successful experience. Còn câu C thì em sẽ chọn là important very personally. Rồi, cảm ơn mọi người. Mình sẽ tắt bớt micro nha, cho đỡ ồn tí. Rồi thì á, mọi người chọn cái keyword như thế nào á, thì không nhất thiết là phải chọn giống hệt như là Tuấn Anh chọn. Nhưng mà cái quan trọng, cái mấu chốt cuối cùng á, là mình rút ra được là cái loại thông tin gì mình cần tìm kiếm từ ba cái lựa chọn đó ha. Thì sẽ có những cái các bạn chọn hơi khác biệt với Tuấn Anh tí xíu cũng không có sao. Nhưng mà nó sẽ có những cái loại thông tin mà các bạn làm hơi dư thừa. Thì dư thừa thì cũng không có vấn đề gì cả, nếu như mà các bạn đọc nhanh và các bạn nắm bắt được cái ý tưởng nhanh thì các bạn có chọn cái gì đi nữa, các bạn cũng nắm bắt được là cái nội dung nào các bạn cần ghép được, cần lấy được từ cái nội dung nghe. Còn đối với các bạn nào mà các bạn thấy cái câu hỏi này quá dài á, thì các bạn, câu trả lời quá dài á, thì các bạn nên chú ý hơn đến cái việc focus more on the right keyword, tức nghĩa là chú ý hơn, tập trung hơn vào cái việc là chọn đúng cái nội dung mà mình cần. Thì ở đây cái câu 24 người ta nói rằng là các bạn, cái team của Miyake á, đã yêu cầu student cần phải write about. Như vậy thì mình sẽ cần quan trọng vào cái việc là những cái bạn students này phải write about what. Write about what? Vậy thì student write chứ không phải bất kỳ ai write, đúng không ạ? Student write chứ không phải bất kỳ ai write. Bởi vì nó cũng khá là nguy hiểm ở chỗ là có thể người ta sẽ đưa ra cho các bạn một cái câu chuyện về cái người nào đó write chứ không phải là student, thì ôi như vậy là chết mất. Do đó mình cần phải phân định là cái write này là write của ai, là của students. Rồi, thì cái bạn ABC này chúng ta coi là có cái gì ạ? What they enjoyed about studying physics. Vậy thì chúng ta cần phải nhớ rằng là what. Chúng ta đi tìm what. What này một mình nó cũng không đủ. Chúng ta cần phải what they enjoy, tức nghĩa là họ enjoy về cái gì. Enjoy về cái gì? Đối với việc học physics chứ không phải là đối với bất kỳ một cái việc gì khác. Được không ạ? Rồi câu B, the successful experiences of other people, hay còn gọi là cái câu chuyện thành công của những người khác. À, experience nghĩa là kinh nghiệm, trải nghiệm. Thì mình tóm gọn nó lại là câu chuyện, đúng không ạ? Thường mình hay gọi là câu chuyện khởi nghiệp nè, hoặc là câu chuyện đạt được thủ khoa nè, hoặc là gì đó vân vân và vân vân, đúng không ạ? Đó, thành ra là khi mà nhìn đến cái experience này á, thì mình nghĩ đến những cái gì mà người ta đã trải qua. Đó. Nhưng mà mình có thực chất là mình cần cái chữ experience này không? À, không cần lắm. Mà thực ra cả cái cụm mà successful experience này á, mình chỉ cần mỗi cái việc mà success thôi. Đó là cái thành công của những người khác. Success of other people. Đó. Đó là cái mình mà mình cần. Mình không cần phải successful experiences ha. Nếu mà các bạn gạch chân cái chữ successful experiences cũng hoàn toàn ok, không có vấn đề gì cả. Nó chỉ có một cái bất lợi duy nhất là nó dài quá thì khiến cho các bạn bị rối mắt thôi. Như vậy thì mình sẽ cố gắng là mình chỉ khoanh vào những cái gì mà mình cần thiết nhất thôi. Không thiếu nó thì mình không thể làm được. Đó chính là cái success của cái other people. Rồi, câu C, something that was important to them personally. Như vậy mình cần phải tìm something, một cái điều gì đó mà nó important. Important mà personally, tức nghĩa là đối với cá nhân họ, chứ không phải là đối với cộng đồng, được không ạ? Personally, đối với cá nhân, thường nó sẽ được đại diện bằng những cái như là in their own perspective, trong quan điểm cá nhân của họ, in their own point of view, in their belief, trong niềm tin của họ, from their point of view, từ góc nhìn của họ. Rồi, sorry mọi người, đợi mình tí xíu.
Như vậy thì nó cái chữ personally này nó đại diện tính cá nhân hơn là một cái cộng đồng hoặc là một cái group, một cái team, đúng không ạ? Vậy thì cái gì nó liên quan đến cá nhân nhiều hơn mà nó là important. Rồi, bây giờ mời bạn Nhi và cả lớp cùng mình nghe cái đoạn băng ha. Đầu tiên mình focus on cái question number 23. It was that in the physics class, the female students thought the male students all assumed that women weren't any good at physics. Was that it? Rồi, chúng ta nghe được cái điều gì từ đây ạ? Là em nghe được keyword assume, với lại weren't as good at physics, với lại là male student. Rồi, cả cái câu này đó sẽ là cái câu như thế này ha. Có thể là các bạn không nhớ hết thì không sao hết, mình chỉ cần nhớ là những cái gì nó động lại trong trong đầu mình thôi. Cái câu này thật ra nó là cái gì ạ? The female students thought the male students all assumed that women weren't any good at physics. Như vậy á, thì nguyên cái câu dài như vậy mình có thể nghe được những cái chữ như là female student thought. Những người bạn nữ bạn nghĩ rằng là gì, male student assume, assume tức nghĩa là cho rằng hoặc là giả định rằng, thì ở đây assume tức nghĩa là think, thought hoặc là presume tức nghĩa là cho rằng một cái điều gì đấy. Rồi, that women weren't any good at physics là không có tốt ở cái môn physics, thì cái điều này nó dẫn đến cái việc mình sẽ liên tưởng, giúp mình liên tưởng đến cái câu là the male students expected them to do badly, đúng không ạ? Đó, thì có thể là như vậy. Tuy nhiên là mới chỉ có cái bạn nữ này bạn nói như vậy thôi, mình đang cần đi tìm thêm cái sự đồng thuận ở trong đó. Thì mình nghe tiếp ha. And they thought that the men expected them to get poor results in their tests. Rồi, chúng ta lại tiếp tục nghe một cái thông tin phụ thêm, tức nghĩa là một cái phần xác nhận nó lặp lại cái thông tin ở phía trước thôi. Đó chính là they thought that the men expected them to get poor results in their test. Như vậy thì mình đã nghe được cái chữ expected, đúng không ạ? Và poor results và in their test nó lại tiếp tục trùng khớp với cái đáp án B, thì mình lấy cái cây bút chì bút bi của mình đó ghi vào cái đáp án B để mình đừng có bị lạc lối, nhưng mà mình vẫn tiếp tục chờ xem là bạn kia bạn nói cái gì. That's what the women thought and that made them nervous, so they did get poor results. Rồi, chúng ta nghe được gì ha bạn Nhi ha? Là nghe được là Craig nó bảo là đó là chỉ là suy nghĩ ý kiến của phụ nữ thôi, thành ra điều đó dẫn tới việc là họ cái kết quả của họ cũng xấu luôn, cũng thấp luôn. That's what the women thought and that made them nervous, so that they did get poor results. They did get poor results. Ở đây có thể là khi mà ở đây các bạn xem, các bạn nghe được cái chỗ này, các bạn lại tiếp tục bị hoang mang, bởi vì they did get poor result là một sự thật đã xảy ra, thì sẽ khiến cho các bạn nghĩ đến cái câu C là the test results were lower than the male students. Tuy nhiên là ở đây người ta chỉ nói là they get poor results thôi, nhưng mà không có ý so sánh gì cả, không có lower hay là higher hay là better hay là worse gì cả. Do đó là cái câu C nó cũng chưa có hoàn toàn hợp lý cho đến khi mình nghe đến câu tiếp theo. But actually they were wrong. No one was making any assumptions about the female students at all. But actually they were wrong. Actually they were wrong. Đúng không ạ? Actually they were wrong. Wrong về cái điều gì ạ? Có phải là wrong về cái điều là they did get poor results không ạ? Không, đúng không ạ? Thực chất là wrong về cái gì hả bạn Nhi ha? Wrong về cái việc mà male student assume năm nay do lâu vậy? Là tức là
À, các bạn sẽ nhìn một cái tab strip ở trên màn hình ha. Nếu bạn nào mà chưa có tải cái tab strip về, chúng ta nhìn á là từ đầu người ta bảo rằng là the female students thought the male students all assumed that women weren't any good at physics. Và chúng ta đã nghe được cái chữ là thought, nghĩa là cho rằng, đúng không ạ? Và chúng ta đã nghe được là weren't any good at physics, là chúng ta đã nghĩ đến cái đáp án B rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn chờ đợi một cái sự xác nhận, một cái tín hiệu xác nhận từ đấy. Mình vẫn tiếp tục nghe. Thì mình nghe là they thought that the men expected them to get poor results in their test. Lại tiếp tục là một cái thought, một cái niềm tin. Men expected them to get poor results. Lại tiếp tục dẫn lối mình về cái câu B. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục chờ một cái tín hiệu xác nhận. Rồi, xác nhận gì ạ? That's what the women thought. That's what the women thought. Đó là những gì mà họ nghĩ. Những gì họ nghĩ, đúng không ạ? Rồi, thì ở đây có ý gì phản đối không ạ? Không. Nhưng mà mình vẫn đang chờ đợi một cái điều đó nó rõ ràng hơn nữa về cái việc wrong. Đúng không ạ? Wrong. Do đó là mặc dù cái niềm tin của mình vẫn đang đã tăng lên so với hồi nãy rồi. Hồi nãy mình tin tưởng 50% về cái khả năng nghe của mình. Bây giờ mình đã nghe được that's what they thought, là bạn này bạn đồng ý rồi, thì nó đã tăng lên rồi. Nhưng mà chưa có cái yếu tố wrong, cho nên là tôi vẫn còn cảm thấy nó rủi ro lắm. Thì nếu như mà bạn nào á mà nghe cả cái khúc sau mà nó nhanh quá bạn càng nghe không ra, thì đã nghe đến cái khúc này là that's what women thought, thì bạn đã có thể chọn được đáp án là B rồi ha. À, tuy nhiên là để mà bạn đọc cẩn thận hơn và nghe tốt hơn đó, thì chúng ta cố gắng là follow up with câu chuyện. À, chúng ta cần phải nghe kỹ hơn về cái việc đấy. Thì cái chỗ này á, nếu như mà các bạn nghe không được cái khúc sau á, thì cũng không sao cả. Nhưng tốt hơn các bạn nên cố gắng follow up with câu chuyện để tìm đến được cho xong cái wrong. Trừ khi người ta đã nói là that's what the women thought, xong người ta chuyển sang một cái vấn đề khác. Một vấn đề khác, ví dụ là now let's talk about, hay là now let's see, now let's find out, ví dụ như vậy. Đó là khi mà họ chuyển sang một khía cạnh khác, thì đã chấm dứt cái câu hỏi tại đây, thì mình có thể đã yên tâm về cái câu 23 ha. Rồi, vậy thì á, and that made them nervous. Cái ý kiến cái điều đó đã khiến cho họ cảm thấy lo lắng, và cũng cái niềm tin đó đã khiến cho họ they did get poor results, đã khiến cho họ đến cái kết quả thực tế là họ đã có kết quả không tốt. Rồi, như vậy thì cái việc mà không tốt đó không phải là họ nghĩ, mà đó chính là cái sự thật đã xảy ra. Do đó, nếu chọn câu C thì phải ha, đó chính là cái sự thật là xảy ra, không chọn. Mình chỉ chọn cái niềm tin thôi. Niềm tin là male students expected them to do badly. Rồi, chúng ta tiếp tục nghe đến câu số 24 ha mọi người ha. Anyway, what Miyake's team did was quite simple. Getting the students to do some writing before they went into the physics class. Rồi, cái chỗ này có cái dấu hiệu nào cho mình thấy là đã nhảy sang câu 24 chưa ạ? Vậy là chỗ Miyake's teams ask student and writing. Do some writing, yeah. Yeah, right. Câu của nó là anyway, what Miyake's team did was quite simple. Đầu tiên mình đã nghe được Miyake's team, đúng không ạ? Mình có thể là không nghe được cái tên, nhưng mà ít nhất mình đã nghe được cái team. Right, this was quite simple, thì nó cũng không vấn đề gì cả, cho đến getting the student to do something, to do some writing. Chúng ta có cái cụm là get somebody to do something, hoặc là have somebody do something. Nhắc lại ha, hai cụm nó hay đi song song với nhau. Get somebody to do something, hoặc là have somebody do something, tức nghĩa là khiến cho ai đó làm cái điều gì đó cho mình, hoặc là yêu cầu ai đó làm cái việc gì đó cho mình. Đó, get somebody to do something. Thì ở đây là cái Miyake's team này á, đã get the students to do some writing. Nghe rõ ràng cái việc mà dù họ không có quen với cái chữ get somebody gì đó, thì mình cũng nghe được cái chữ writing, đúng không? To do some writing before they went into the physics class. Đó. Vậy thì cái đoạn ở phía sau cũng chưa có điều gì cả, ngoại trừ có cái việc là writing thôi. Rồi, tiếp tục nghe nha mọi người. What did they call it? Đó là what did they call it? Họ gọi đó là gì?
values affirmation, they had to write an essay focusing on things that were significant to them, not particularly to do with the subject they were studying, but more general things like music or people who mattered to them. Right. So the idea of doing the writing is that this gets the students thinking in a positive way. Ở đây chúng ta nghe được cái điều gì ạ? Em nghe được keyword chữ significant với lại chữ cái gì mà general in life vậy? Rồi mọi người dành một ít thời gian nghe lại một lần nữa cái đoạn này ha. Chúng ta vừa nghe vừa đọc với cái tab script ha mọi người ha. Cái đoạn bạn Lisa nha. Right. So the idea of doing indeed was quite simple. Getting the students to do some writing before they went into the physics class. What did they call it? Values affirmation. They had to write an essay focusing on things that were significant to them, not particularly to do with the subject they were studying, but more general things like music or people who mattered to them. Right. So the... Right. Như vậy á, thì cái đoạn này rất là dài và cái gì mà nó hiện rõ ràng trong cái lỗ tai của chúng ta đó chính là cái significant. Significant nó đại diện cho gì ạ? Significant đại diện cho important, đại diện cho essential, đại diện cho critical, đại diện cho crucial. Những cái từ nó nói về cái việc là quan trọng, đúng không ạ? Hoặc là play a major role, play a main role, ví dụ như vậy. Thì á, hoặc là một cái chữ nữa là meaningful. Meaningful nghĩa là có ý nghĩa đối với điều gì đấy. Đó, thì những cái chữ như là significant hoặc là important hoặc là essential, đó chính là những cái điều nó quan trọng. Quan trọng như thế nào? To them, đối với họ. Rồi, cái khúc ở phía sau á, là một cái khúc mà thông tin phụ mà thôi. Not particularly to do with the subject they were studying. Không có liên quan gì đến cái môn học cụ thể mà họ đã học cả. But more general things, những cái thứ chung chung mà thôi. Like music or people who matter to them. Thì ở đây là general things like music or people. Đó là những cái thông tin phụ. Chúng ta không có get được cái điều gì đó từ đây cả. Nhưng mà mình có là who matter to them. Những người mà quan trọng với họ, đúng không ạ? Những người quan trọng, matter to them. Rồi, vậy thì qua cái đoạn này chúng ta nhớ lại rằng là có những thứ để nói về cái việc quan trọng: important, significant, essential, crucial, critical, meaningful, matter to them. Rồi, như vậy thì, và kết thúc lại sau khi bạn crack này bạn nói, thì bạn Lisa chốt cho bạn crack một cái chữ Right. Như vậy bạn đã đồng ý rồi đúng không ạ? Do vậy thì mình đã nghe được cái gì thì mình sẽ nhanh chóng chọn cái đó luôn. Đó chính là 24 là gì ạ? À? Đây là câu C. Câu C. Có bạn nào chọn câu A không mọi người? Có bạn nào chọn câu B không ạ? À? Câu B thì rõ ràng là không phải rồi đúng không ạ? Ở trong cái đoạn mình mới vừa nghe và kết thúc lại bằng right thì không hề có cái gì liên quan đến success cả. Đúng không ạ? Không có gì liên quan đến success cả. Rồi có thể có những bạn nghĩ đến câu A là bởi vì sao ạ? À? Có cái chữ enjoy, cái xong rồi bạn nghe được cái chữ music. À, các bạn nghĩ là music là cái gì đó có thể enjoy được. Thì bạn nghĩ là câu A. Nhưng thực chất là keyword mình cần nghe được ở đây đó chính là significance và people who matter to them. Đúng không ạ? Như vậy là câu 24 là C. Rồi, chúng ta coi tiếp 25, 26, 27 ha. Anh có thể mời bạn Linh được không ạ? Dạ vâng ạ. Rồi, câu 25 em đọc cho cả lớp nghe giùm anh với. Câu 25. What was the aim of the writing exercise done by the subject? A. To reduce stress. B. To strengthen verbal ability. C. To encourage logical thinking. Rồi, đối với câu 25 này em sẽ chọn những cái từ khóa nào ạ? Đối với câu hỏi em sẽ chọn từ khóa là the aim, writing exercise. Đối với câu trả lời thì em sẽ chọn là câu A là reduce stress, câu B là strengthen
và câu C là encourage. À, cái ABC này nó ngắn quá cho nên mình cũng không cần phải chọn keyword gì luôn ha, xin lỗi em Diệu. À, thì mình sẽ chọn keyword đối với những cái nào mà những cái câu lựa chọn nó quá dài, nó buộc mình phải đọc tốn nhiều thời gian mình mới chọn cái keyword. Còn ví dụ câu 21 ABC mình thấy là nó ngắn, mình dễ dàng phân biệt được nó, mình đọc nó một phát là mình đọc được ngay thì mình không cần phải keyword gì ở đây cả. Vậy thì câu 25 cũng thế ha, mọi người thấy là nó ngắn do đó là mình không cần keyword gì ở đây cả. Mình chỉ cần tìm kiếm cái loại thông tin mình cần get from that listening thôi. Là gì ạ? What was the aim? The aim lại tiếp tục là the target, the purpose, the goal, the expectation, ví dụ như vậy, của cái writing exercise là cái bài tập viết, được không ạ? Writing exercise. Rồi, done by the subject. Subject này là gì ạ? Subject chúng ta có hiểu là môn học không? Không. Có thể là các bạn sẽ hiểu là môn học, tuy nhiên là các bạn từ đây các bạn nhớ rằng là chúng ta còn thêm một cái nghĩa nữa, đó chính là cái đối tượng. Đối tượng, ví dụ như là chúng ta viết một cái câu ra thì chúng ta có subject và verb, thì cái subject đó chính là cái chủ thể, là cái đối tượng của mà chúng ta xem xét. Subject, đúng không ạ? Thì ở trong một cái nghiên cứu, một cái thí nghiệm hoặc một cái nghiên cứu gì đấy thì chúng ta sẽ có kiểu cái subject, tức nghĩa là cái đối tượng nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, hoặc là cái chủ thể chúng ta nghiên cứu. Ví dụ chúng ta đi mổ ếch chẳng hạn thì chúng ta sẽ gọi cái con ếch đó là cái subject of this experiment, tức là cái đối tượng của cuộc thí nghiệm đó, ví dụ như vậy. Thì subject ở đây không phải là môn học ha. Thì lỡ như bạn nào hiểu nó là môn học thì thôi kệ, nó cũng không sao hết. Quan trọng ở đây là chúng ta quan trọng về cái aim of the writing exercise, và chúng ta không có cần phải quan tâm đến cái subject. Và chúng ta có ba lựa chọn là reduce stress, quá dễ. Câu B, strengthen verbal ability. Verbal ability nghĩa là gì ạ? Nghĩa là language ability, lingual hoặc là language ha. Chúng ta sẽ có nhiều cái liên quan đến cái gì đấy. Verbal tức nghĩa là, các bạn thấy cái chữ verbal này giống với cái verb không ạ? Verb, động từ á, thì nó là con ghi đó, nó liên quan đến từ ngữ, đó là ngôn ngữ, được không ạ? Verbal thì đó là những cái gì mà chúng ta sử dụng ngôn ngữ mà ra. Thì verbal ability hay còn gọi là cái khả năng ngôn ngữ. Thì khi mà nghĩ đến cái đó, chúng ta nghĩ đến language hay là lingual ability hay là gì đó, vân vân và vân vân. Rồi chúng ta có một cái chữ nữa là chúng ta hay thấy là ngày xưa là có những em nhà nghèo á, xin lỗi, nhà mà có điều kiện khó khăn á, thì sẽ vướng vào một cái tình trạng là illiterate, tức nghĩa là mù chữ. Thì cái literate đó, illiterate đó là mù chữ, thì ngược lại của nó là hiểu biết về chữ, biết đọc, biết viết, thì chúng ta sẽ biết là cái đó gọi là literate, và danh từ của nó là literacy, tức nghĩa là khả năng biết đọc, biết viết, khả năng đọc viết. Rồi, câu C, encourage logical thinking. Encourage logical thinking nghĩa là khuyến khích về những cái logical thinking. Như vậy thì ở đây sẽ thấy là cái strengthen với lại cái encourage có cần quan tâm không? Không thật sự cần quan tâm lắm, bởi vì chúng ta cần biết là verbal ability rõ ràng là cần phải tăng lên rồi, logical thinking thì cũng tăng lên rồi, chỉ có cái stress là muốn giảm xuống mà thôi. Như vậy thì không cần quan tâm đến strengthen và encourage. Rồi, logical thinking sẽ khiến cho ta nghĩ đến những cái gì? Nghĩ đến những cái lĩnh vực mà nó gần gần với nó. Ví dụ như là reasoning, tức nghĩa là xem xét, phán đoán. Rồi, hoặc là consideration, tức nghĩa là xem xét một cái điều gì đấy, đúng không ạ? Thì nó sẽ liên quan đến những cái logic, những cái suy luận. Rồi, thì đó mình tạm suy nghĩ về những cái đấy thôi. Nhưng mà lúc mà các bạn đi thi, các bạn không có nhiều thời gian để các bạn nghĩ về những cái từ đó đâu. Thành ra lúc mà các bạn còn đang tập giải đề thì các bạn cố gắng nghĩ thêm những cái từ nó liên quan đến cái đấy ha. Rồi, câu số 26 mời bạn Linh tiếp tục ạ. Dạ, câu 26. What surprised the researchers about the study? A. How few students managed to get A grade? B. The positive impact it had on physics research for women. See the difference between male and female performance. Rồi, câu 26 mình sẽ chọn lấy những cái keyword nào ạ? Cái này nó dài dài, mình cần phải có keyword. Về câu hỏi em chọn là surprise the researchers. Rồi. Về câu trả lời, câu A là A race. Câu B là physics research. Câu C là different and performance. Ừ.
Câu C chúng ta sẽ chọn là difference in performance. Rõ ràng là difference là cái sự khác biệt, cái sự khác nhau, chênh lệch. Chênh lệch thì rõ ràng là đang nói về gender giữa male với female, hay không cần chọn male female gì cả. Difference, chênh lệch về cái năng lực, cái performance. Câu B, the positive impact it had on physic results for women. Hồi nãy mình chọn gì hả em? Physic results. Rồi, thực ra chúng ta cần có cái thêm có một cái nữa là cái impact, tức nghĩa là cái tác động mà nó positive đối với results, được không ạ? Còn physics mình không cần, yeah. Bởi vì cái bài này nó nói về physics rồi. Vậy thì tác động đối với các kết quả tạo ra. Rồi câu A, chúng ta có how few students manage to get A grades, này nghĩa là nhờ cái số lượng học sinh mà có được cái điểm A á, A grades, điểm A hay còn gọi là điểm 9, điểm 10 á, thì nó ít như thế nào, how few. Như vậy nói về cái how few á, thì mình có cần gạch how few không? Không. Một lần nữa mình sẽ tóm tắt lại, nó chính là cái number của cái này, nó có A grade như thế nào, nhiều hay ít. Thì thật ra nói về cái number, mình mặc dù mình ghi là number như vậy, nhưng mà không phải là mình chỉ chăm chăm đi tìm về những cái con số, mà mình hãy thả lỏng cơ thể ra và nghĩ về những cái tính chất của cái number, tức nghĩa là cao, thấp, ít, nhiều, ví dụ như vậy đó. Hoặc là scarce, tức nghĩa là hiếm, scarce, ví dụ như vậy đó, là những cái mà nó liên quan đến cái số lượng, quantity. Rồi câu số 27 ạ. Câu 27, Ray and Lisa think Mikey's results could have been affected by. Rồi, từ xíu. Sẵn tiện á, cái này sửa luôn. Result, dùng cho anh. Result. Result. Ừ, từ nay đọc là result ha. Result gì đó là nó sẽ chuyển sang cái nó nghiên cứu khác. Yeah. Rồi, tiếp tục. A, the length of the writing task. B, the number of students who took part. C, the information the students were given. Rồi, câu hỏi mình sẽ chọn cái gì ạ? Dạ, câu hỏi sẽ chọn là results and affected by. Còn câu trả lời, câu A là the length, câu B là the number, câu C là the information were given. Rồi, nếu mà chúng ta chỉ quan trọng về cái the length thôi á, thì chúng ta cũng không có biết được length là length của cái gì, do đó là length of the writing, length of writing. Rồi, number, chúng ta cũng không biết number của cái gì, do đó là number student took part, số lượng tham gia. Và câu C, information given, tức nghĩa là cái thông tin đã được cung cấp. Rồi bây giờ mời bạn Linh giúp giùm anh. Bạn Linh đúng không ạ? Rồi mình chúng ta cùng nghe cái con từ số 25 đến 27 ha. The idea of doing the writing is that this gets the students thinking in a positive way. And putting these thoughts into words can relax them and help them overcome the psychological factors that lead to poor performance. Yep. Rồi, như thế nào ạ? Dạ, em nghe được từ relax. Rồi, sao nữa? Em nghe được sau đó là từ performance. Thì trong ba câu trả lời thì em nghĩ là câu A, tại vì nó reduce stress sẽ bằng với relax. Yeah, right. Chúng ta nghe được cái relax và chúng ta sẽ nghe được, chúng ta sẽ suy ra đó là reduce stress. Tuy nhiên là keep in mind là chúng ta luôn luôn cố gắng cẩn thận một tí xíu để coi là họ có phản bác gì hay không. Chúng ta tiếp tục nghe câu tiếp theo ha, coi là người ta có phản bác không hay là người ta có chuyển nội dung gì hay không ha. Mình bật bản. But what the researchers in the study hadn't expected was that this one activity raised the women's physics grades from the C to the B range. A huge change. Pity it wasn't to an A, but still. No, but it does suggest that the women were seriously underperforming beforehand in comparison with the men. Yes, mind you. Right. Câu này em nghe được. The keyword là C to B range. Thì như thế là em nghĩ là nó đã qua câu 26 rồi và em sẽ loại đi câu A. Thì tiếp theo nữa em nghe cái có một keyword là different between cái gì đó. Nên là em cũng hơi phân vân giữa câu B và câu C ạ. Rồi.
cái câu này á, nó có một cái khó cho mọi người là nó trộn hai câu liên tục với nhau. Do đó là vì vậy cho nên là chúng ta phải luôn luôn follow up với câu chuyện ha. Chúng ta không có thể nào mà chúng ta nghe xong mà chúng ta sẽ bỏ rơi cái câu đó. Bây giờ chúng ta coi lại ha. Chúng ta coi từ cái đoạn write, Lisa write cho đến a huge change ha. Mình sẽ bật lại cho mọi người và sau đó mình sẽ diễn lại. But it does. It wasn't to an A. Why? And putting these thoughts in with the subject they were studying, but more general things like music or people who mattered to them. Right. So the idea of doing the writing is that this gets the students thinking in a positive way. And putting these thoughts into words can relax them and help them overcome the psychological factors that lead to poor performance. Rồi, đầu tiên á, là mình sẽ nghe được là so the idea of doing the writing is that the idea of doing the writing, cái ý tưởng, cái ý nghĩ đằng sau cái việc of doing the writing này là this gets the students thinking in a positive way. Think in a positive way tức nghĩa là nghĩ một cách tích cực. Rồi tiếp tục, and putting these thoughts into words tức nghĩa là đưa chuyển những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng thành cái lời nói hoặc là cái lời văn. Put into words tức nghĩa là chuyển thành cái lời viết, lời văn á. Can relax them. Ít nhất mình sẽ nghe được cái chữ relax them, đúng không ạ? And help them overcome the psychological factors that lead to poor performance. Như vậy á, thì có một đoạn dài ở phía sau luôn, nhưng mà mình nghe được ngay đầu tiên là can relax them, và mình không có nghe thấy bất kỳ một cái gì đó khác. Như vậy thì the idea behind this is that, cái ý tưởng đằng sau cái việc làm này là gì. Như vậy thì đó chính là cái the aim tức nghĩa là cái mục đích của cái writing exercise này, rằng là this gets the student thinking. This gets the student thinking in a positive way. Positive way. Rồi mình coi là có cái gì nó liên quan không ạ? Thinking, có thấy thinking, nhưng mà có phải là positive way không? Không, nó chỉ là logical thinking thôi. Rồi, verbal ability cũng không phải luôn, đúng không ạ? Vậy tiếp tục đó là putting these thoughts into words, tức là chuyển ý nghĩ thành lời. Có thể can relax them. Tức nghĩa là to reduce stress, được không ạ mọi người? Rồi, và tiếp tục bạn sẽ nói, mình đang chờ đợi một cái sự confirm, xác nhận từ các bạn còn lại, nhưng không may là bạn nữ này, bạn không có cơ hội để xác nhận. Thì khi mà đã không có xác nhận như vậy, và bạn này bạn nói liên hồi, bạn nam bạn nói liên hồi như vậy, thì đồng nghĩa với cái việc là cũng không có cái sự phản đối. Và đã không phản đối như vậy thì mình nghe gì mình sẽ chọn đó. Như vậy mình sẽ tự tin mình chọn là to reduce stress, đúng không ạ? Rồi, bạn nam này bạn ham nói quá, bạn giành nói thì bạn nói cái gì ạ? But what the researchers in the study, chúng ta cùng nghe ha. Yeah, but what the researchers in the study hadn't expected was that this one activity raised the women's physics grades from the C to the B range. But what the researchers in the study hadn't expected. Chúng ta nghe được cái chữ hadn't expected, đúng không ạ? Hadn't expected tức nghĩa là không kỳ vọng trước, không đoán biết trước. Và cái việc mà họ không kỳ vọng trước, họ không đoán biết trước, đó chính là cái việc mà nó what surprised them, cái điều mà nó khiến cho họ ngạc nhiên, bởi vì họ đã không đoán biết trước được nó cho nên họ mới ngạc nhiên, đúng không ạ? Ngạc nhiên ở cái điểm nào ạ? Cái điểm là that this one activity raised the women's physics grades from the C to the B range. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là cái hành động, cái hoạt động, cái one activity này, cái hoạt động này nó đã raised cái grades from C to B range. Nó đã raised women's physics grades, đã nâng các điểm vật lý của women's land từ C thành B. Các bạn làm quen với cái hệ điểm của nước ngoài A, B, C, D ha. Rồi, A, B, C, D, F. Rồi, như vậy thì từ C lên B, nó đã raise lên, thì nó đã làm tăng lên.
tăng lên thì là người ta nghĩ đến cái điều gì ạ? À, có thể nghĩ về cái việc cái câu B là the positive impact it had on student result. Cái impact on cái result, đúng không ạ? Và hơn nữa đó là cái positive, là cái chiều hướng tích cực, chiều hướng đi lên. Thì rõ ràng ở đây từ C lên B và có cái raise, tức nghĩa là tăng lên. Vậy thì mình sẽ nghĩ ngay đến cái B trước cái đã, rồi mình tính gì tính. Rồi, chúng ta thử coi là cái difference between male and female có mà không hề có, mặc dù là có cái performance ở đây, nhưng mà không có cái sự so sánh hay là chênh lệch gì cả. Rồi, chúng ta có thấy có A crazy không ạ? À? Có thể ở phía sau có, nhưng mà chúng ta cùng chờ xem là cái A crazy nó như thế nào ha. Bạn Lisa, bạn cảm thán rằng là a huge change. Ồ, một cái việc thay đổi to lớn, một cái thay đổi vĩ đại đấy. Thì đó là cái việc mà bạn tán thành hay là bạn phản đối ạ? À? Rõ ràng đó là cái việc tán thành. Và pity it wasn't to an A, but still. À, pity, pity tức nghĩa là đáng tiếc hoặc là đáng ngạc nhiên, đúng không ạ? That's a pity, tức nghĩa là việc đó thật là đáng tiếc. Đáng tiếc rằng là người ta đã không có nâng lên được đến điểm hạng A. Nhưng mà still, still nghĩa là sao ạ? Nhưng mà still a huge change. Pity it wasn't to an A, but still a huge change. Nhưng vẫn là một cái sự thay đổi to lớn. À, như vậy thì ở đây một mặt là bạn đã đồng ý tán thành với cái việc đó là a huge change, một cái cảm thán rồi đó. Và tiếp tục mình đã có thể nghe được cái A, một cái A great. Nhưng thực chất có cần phải có cái A great không ạ? Không, là bởi vì chúng ta đang, nếu mà cái A great đó thì chúng ta còn phải xem là nó ít như thế nào, nó hiếm như thế nào. How few, hay còn gọi là cái number, nó ít như thế nào. Đúng không ạ? Như vậy thì đáp án A là không phải, mình chỉ chọn đáp án 26 là B mà thôi. Rồi, chúng ta cùng nghe tiếp ha. Mình tạm thời che cái tab script lại để mọi người tập nghe. A huge change. Pity it wasn't to an A, but still. No, but it does suggest that the women were seriously underperforming beforehand in comparison with the men. No, but it does suggest that the women were seriously underperforming beforehand in comparison with the men. Ở đây có một cái comparison khiến cho bạn có thể là lăn tăn một tí xíu. Tuy nhiên là việc gì chúng ta cần phải thấy được ở đây ạ? No, but it does suggest. Có thể các bạn thấy có cái chữ no ở đây, các bạn nghĩ là bạn đang phản đối về cái ở phía trên. Tuy nhiên là ở phía trên đã có a huge change rồi, là bạn đã tán thành rồi. Cho đó có cái no ở phía sau đi nữa thì cũng không có tác dụng, không có kết quả gì cả. Rồi mình có cái no như thế nào? But it does suggest that the women were seriously underperforming. Underperforming tức nghĩa là gì ạ? Là thể hiện không tốt, tức nghĩa là thể hiện năng lực không tốt hay là có điểm không tốt á. Rồi, were seriously underperforming beforehand. Beforehand tức nghĩa là trước đó. Vậy thì trước đó nó có liên quan gì đến cái hành động này không ạ? Hành động là cái activity này, của cái writing này. Không, cái bản thân cái writing này nó đã tăng cái điểm của người, của giới nữ lên. Nhưng mà cái việc mà họ underperform beforehand, cái việc mà họ đạt được kết quả không tốt trước đó, nó không phải là một cái điều gì đó, nó thuộc về cái activity này, cái hoạt động làm bài viết này gì hết cả. Do đó là mặc dù có underperforming beforehand và có cả comparison with the men nữa, nhưng mà nó là một cái việc nó đã diễn ra từ trước, chứ không phải một cái điều mà đã surprise the researchers, đúng không ạ? Nó không có surprise gì cả, do đó là cũng không vô tác dụng. Như vậy thì mình sẽ thấy là mình đã nghe được cái thông tin rồi và họ đã xác nhận cái điều đó rồi. Vậy thì cái phía sau còn gì nữa mình cũng không quan tâm nữa ha, không quan tâm nữa. Chứ mắc công là các bạn quan tâm mà các bạn nghe không đầy đủ á, thì các bạn sẽ bị bối rối ở chỗ đấy. Rồi, tiếp tục cái câu tiếp theo ha. Yes, mind you, Miyake's article left out a lot of details. Like, did the students do the writing just once or several times?
And had they been told why they were doing the writing, that might have affected the results. You mean if they know the researchers thought it might help them to improve, then they just try to fulfill that expectation? Exactly. Rồi, theo bạn Linh thì bạn thấy được có những cái gì đáng chú ý trong này, điều gì thú vị trong này? Em thấy là nó không, cái lúc mà nó chuyển qua câu mới nó không có rõ ràng lắm. Với lại ở cái thông tin cuối em nghe được là từ given. Even ở đâu ạ? À, cái đó là mình nghe được đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Rồi, bây giờ chúng ta nghe lại một lần nữa ha. Mình coi lại cái câu hỏi xíu ha. Craig and Lisa think Miyake's results could have been affected by, nó bị ảnh hưởng về cái điều gì đấy? Ảnh hưởng bởi cái length of the writing, hay là cái number of students, hay là information that were given? Thì mình coi thử nha. Yes, mind you tức nghĩa là mà nhắc cho bạn nhớ, mind you. Miyake's article left out a lot of details, tức nghĩa là cái bài báo của Miyake, cái article đó, nó đã left out, nó đã chừa lại a lot of details, một số cái chi tiết, like ví dụ như là did the students do the writing just once or several times, là những cái bạn sinh viên học sinh đó đã làm cái bài writing đó một lần thôi hay là nhiều lần. And had they been told why they were doing the writing, và họ có được nói về cái, họ có được tiết lộ về cái việc là tại sao họ phải làm cái writing đó hay không, và có that might have affected the results, that might affect the results. Như vậy thì cái mà chúng ta cần phải lưu ý ở đây, chúng ta học được qua cái câu số 27 này á, là không nhất thiết lúc nào cái thông tin của cái câu hỏi cũng sẽ xuất hiện trước cái thông tin của cái đáp án. Ở đây chúng ta thấy là had they been told why they were doing the writing, họ đã được nói về cái việc tại sao họ phải làm cái writing này hay chưa. Rồi, thì mới sau đó mới đến cái keyword của cái câu hỏi, đó chính là that might have affected the results. Đó, thì các bạn sẽ nhớ dùng cho tiếng Anh một cái loại 7 nữa mà chúng ta có thể bắt gặp ở trong listening ha. Đó là cái việc giáo đổi cái thứ tự, thay vì nói câu hỏi trước và đáp án sau thì người ta nói cái đáp án trước rồi cái câu hỏi sau. Đó là một cái điều thú vị ở đây. Rồi, và chúng ta thấy cái gì ạ? Like did the student do the writing just once or several times? Cái đó là cái số lần mà họ phải làm. Có xuất hiện cái điều đó ở trong này không? Không, không hề có cái gì đó suggest được cái gì đó ở đây cả. Mặc dù có number, nhưng mà number of students who took part, đúng không ạ? Number, số lượng học sinh tham gia, chứ không phải là number, số lần viết. Như vậy nếu hồi nãy mình chỉ gạch dưới cái number thôi á, thì sẽ dễ mắc bẫy, đúng không ạ? Number sẽ dễ khiến cho mình loay hoay về cái việc có cái one or several đó, cái thấy có number cái quẹt vô là scope là không phải. Rồi, nhưng mà mình thấy là had they been told why, họ đã có được nói về cái việc là why they were doing the writing, tức nghĩa là cái mục đích của cái bài này hay không. Vậy thì nó có liên quan gì đến cái length of the writing task không ạ? Không. Mình chỉ thấy là có cái liên quan nhất là the information mà the students were given, tức nghĩa là những cái thông tin liên quan đến cái bài đấy mà họ đã được cung cấp. Mà một trong những cái thông tin, một trong những cái loại thông tin đó chính là cái mục đích hoặc là cái lý do tại sao phải làm, thì đó chính là cái information, đúng không ạ? Và tiếp tục, that might have affected the results, được chưa? Rồi, và bây giờ có thể là sẽ có những bạn cũng hỏi là ủa bây giờ nếu như mà chỉ nghe được là cái had they told why vậy, làm sao mà mình có thể suy ra được cái information vậy? Thì cũng không sao hết, mình vẫn cứ tiếp tục nghe và follow up tới câu chuyện, và mình sẽ sử dụng phương pháp loại trừ sau. Mình nghe tiếp ha. You mean if they know the researchers thought it might help them to improve, then they just try to fulfill that expectation. Ý bạn là nếu như mà những cái researcher đó, nếu mà họ biết rằng, if they know,
biết rằng, đúng không? Biết là biết cái gì ạ? Biết thông tin, biết information. Biết rằng the researcher thought it might help them to improve. Nếu mà những cái researcher nghĩ là tin rằng cái việc hoạt động như vậy, việc viết bài như vậy sẽ giúp họ, giúp cả sinh viên cải thiện á, thì they just try to fulfill that expectation. Thì những người, những bạn nữ đó sẽ cố gắng là fulfill that expectation, sẽ cố gắng hết sức để mà đạt được cái kỳ vọng đó, đúng hay không? Đúng không? Mà trong một cái cuộc thí nghiệm á, thì thông thường người ta sẽ đòi hỏi cái sự khách quan, thì cái phản đo lường cái phản ứng tự nhiên của con người thì sẽ không cho người ta biết trước được là cái mục đích của cuộc nghiên cứu là gì, thì mới test được cái phản ứng tự nhiên, đúng không? Mà thì như vậy nếu như mà tiết lộ cho người ta biết được là cái bài luyện tập này là để giúp họ improve cái physics của họ, thì họ sẽ cố gắng một hai là họ sẽ cố gắng hết mức để họ đạt được cái việc improvement đó, thì nó sẽ bẻ cong cái tính chất khách quan của cùng một cái cuộc nghiên cứu. Do vậy thì họ đã không tiết lộ cái mục đích, cái why đó ra, do đó là họ sẽ không tiết lộ cái đó ra. Và không tiết lộ cái đó ra chính là cái information, và mình đánh dấu bằng cái chữ là if they know, được không ạ? If they know. Rồi, và bây giờ cuối cùng á, nghe quá trời nghe luôn mà mình thấy là nó cứ lùng bùng bên lỗ tai và cứ nghe hoài cho đến khi hết cuộn băng có cái chữ kết lại là exactly, là ok, đó là cái sự tán thành, cái sự đồng ý rồi. Vậy thì mình nhìn lại đó là đồng ý về cái gì? Mặc dù mình không nghe được rõ ràng cái information, nhưng mà mình nhìn lại ba cái đáp án của chúng ta có, thì chúng ta thấy cái gì ạ? The length of the writing task. Có cái gì đề cập đến the length không mà không? Như vậy rõ ràng không phải câu A. The number of students who took part. Nãy giờ có nói về cái việc gì? Về cái số lượng học sinh tham gia mà cũng không luôn. Như vậy thì cũng loại bỏ nó luôn. Cái còn lại cái information the students were given, thì mặc dù không nói về cái việc đấy, nhưng mà nó có hơi có một cái thông tin lấn cấn về cái việc đấy, tức nghĩa là cái gì ạ? Why và they know, đúng không ạ? Như vậy á, thì đây là cái đáp án gần nhất với những gì mà chúng ta có thể nghe được. Thì bạn nào mà nghe mà không get được cái idea behind this, bạn nghe mà bạn không có nắm được cái nội dung chính xác ở sau cái đoạn hội thoại cuối cùng này á, thì bạn vẫn có thể loại trừ được bằng các việc là các bạn thấy là lang không có, number không có, thì đó là những cái không có một cách rõ ràng luôn, nó không có ẩn ý gì cả, chỉ còn có một cái information nó được thể hiện một cách lờ mờ mà thôi, thì bạn sẽ chọn cái information đó, được không ạ? Rồi bây giờ còn một mình cố gắng hoàn thành nốt ba cái câu còn lại ha. Sorry mọi người. Có tí xíu thôi, mình cố gắng hết ha. Rồi bây giờ có bạn nào xung phong không ạ? Cho mình nhờ một bạn ha. Mời bạn Thùy Dân. Rồi em cũng làm giống như các bạn, em đọc câu hỏi, từng câu hỏi và coi cái keyword giúp anh. Corey and Lisa decide that in their other project they will compare the effect of A, two different writing tasks, B, a writing task with an oral task, C, two different oral tasks. Rồi, chúng ta sẽ chọn cái keyword gì ạ? Cái thông tin gì chúng ta cần tìm? Yeah, keyword. Cái câu hỏi là em sẽ chọn là Gray, không? Gray and Lisa, decide their project, compare the effects. Rồi, cái khúc ở phía trên á, cái khúc ở đầu á, chúng ta đọc là đọc chơi cho biết vậy thôi, chứ nó không thật sự quan trọng. Bởi vì á, hai bạn này bạn đang trao đổi với nhau, thành ra là bạn đang nói về cái thường cái văn cảnh, cái bối cảnh câu chuyện của cái section 3 á, là một cái câu chuyện giữa hai bạn sinh viên với nhau, thông thường là như vậy. Do đó là mình đọc chơi cho biết thôi. Dĩ nhiên là mình không có bỏ qua luôn, nhưng mà mình đọc chơi, mình biết là Craig and Lisa decided that in their project đây họ sẽ làm cái gì ấy. Như vậy thì mình quan trọng nhất là họ sẽ làm cái gì, họ sẽ compare cái effects của cái điều gì đấy. Vậy thì cái câu ABC này mình toàn thấy là những cái writing task hoặc là oral task,
Như vậy thì á, mình phân biệt nó như thế nào ạ? Có cần phải xài keyword không? Không cần. Mình chỉ cần biết là ba cái bạn này nó khác nhau thế nào thôi. Câu A là hai cái writing task, hai cái writing ha. Rồi câu B, một cái writing, một cái oral. Writing nghĩa là gì ạ? Là một cái bài tập mà viết. Một cái oral task là một cái bài tập nói, ví dụ kiểm tra miệng hay là khảo bài hay là thuyết trình hay cái gì đó, vân vân và vân. Cái gì mà nó liên quan đến đến việc nói á, là mình sẽ nói là oral. Oral communication tức nghĩa là giao tiếp bằng lời nói. Còn verbal communication tức nghĩa là giao tiếp bằng chữ viết. Rồi, và cuối cùng mình có C á, là two oral tasks. Như vậy thì mình không cần phải quá quan tâm về ba cái lựa chọn dưới đây, mà chỉ cần coi là có bao nhiêu cái task là gì thôi. Rồi câu 29 giùm anh đi em. The main finding of smallest class results was that class teamwork activity A were most effective when done by on women groups. B had no effect on the performance of men or women. C improved the results of men more than of women. Rồi, chúng ta đối với câu hỏi chúng ta cần đi tìm cái mảnh dữ kiện gì, cái loại dữ kiện gì ạ? À? The main finding results của smaller class teamwork activity. Đúng rồi. Chúng ta sẽ cần biết là cái main finding. Main finding tức nghĩa là cái find, tức nghĩa là tìm ra, phát hiện. Nếu mà vậy thì cái finding của một cái nghiên cứu đó chính là cái kết quả nghiên cứu. Kết quả chủ yếu đó chính là class teamwork activities nó như thế nào. Ở đây nó cung cấp cho mình một cái subject. Như vậy thì mình sẽ cần đi tìm một cái vị ngữ ở phía sau cái verb đang cần có, đúng không ạ? Thì những cái class teamwork activities này nó như thế nào? Thứ nhất, em coi câu A, em sẽ chọn keyword gì? Là most effective với lại by on women group. À, all women. Rồi, mình sẽ chọn là most effective, tức nghĩa là hiệu quả nhất khi được làm thực hiện bởi all women. Rồi, câu B. Là no effect with performance of men or women. No effect đối với performance của men and women. Thì ở đây nếu mà dài quá mình sẽ nói là both. Mình sẽ ghi chú ở cả hai ở ngoài luôn, both, được không ạ? Rồi, câu C. Improve the results of men more than of women. Rồi, mình sẽ lấy cái keyword là gì ạ? Là hát luôn hả? À, chúng ta có improve men more. Dạ, được rồi. Chúng ta có cần cái women nữa không ạ? Không. Khi mà chúng ta có một cái sự so sánh thì chúng ta chỉ cần biết là cái nào nhỉnh hơn nào thôi. Mình chỉ cần biết một bên là mình suy ra cái còn lại rồi. Vậy thì mình có improve men more là xong, được không ạ? Cải thiện của bên nam nhiều hơn, đó là xong. Rồi câu 30. What will Lisa and Grant do next? A. Talk to a professor. B. Observe a sound class. C. Look at the sound timetable. Rồi, cái câu 30 này mình không cần có keyword gì cả. Vì sao? Nó quá ngắn. Mình chỉ cần biết là what they do next. What next là xong, đúng không ạ? What next. Vậy thì cái này nó sẽ là một cái plan hoặc là một cái agenda. Ví dụ như vậy, đó, những cái từ mà nó liên quan đến cái tương lai, cái hoạch định, hoặc là một cái kế hoạch, một cái plan ha, tạm mình gọi là cái plan đây. Thì bất cứ mình nghe được cái gì mà nó liên quan đến tương lai hoặc là cái plan á, là mình sẽ nghĩ đến cái câu 30 này. Thứ nhất là talk to a professor. Câu B, observe a science class, tức nghĩa là dự thính á, một cái science class, một cái lớp học khoa học. Observe nghĩa là quan sát, đúng không ạ? Thông thường chúng ta đi vào một cái lớp mà chúng ta observe, tức nghĩa là chúng ta chỉ ngồi đến chúng ta xem thôi, chúng ta không có phát biểu hay tham gia gì cả. Đó. Còn look at the science timetable tức nghĩa là xem, kiểm tra cái timetable, cái thời khóa biểu của cái science. Rồi, đơn giản vậy thôi. Câu 30 thì đơn giản ha. Bây giờ chúng ta cùng nghe ha mọi người ha. Mời bạn Thùy Dân cùng nghe với cả lớp. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 28 to 30.
investigating activity that but investigate whether So anyway, I thought for our project we could do a similar study, but investigate whether it really was the writing activity that had that result. Okay, so we could ask them to do a writing task about something completely different, something more factual, like a general knowledge topic. Rồi, nãy giờ là mình cũng chưa thấy có cái gì nó liên quan đến cái việc mà compare hết cả, đúng không ạ? Chỉ đang mào đầu cái câu chuyện thôi, nhưng mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục theo dõi. Maybe, or we could have half the students doing a writing task and half doing something else, like an oral task. Rồi, mời bạn Thùy Dân, chúng ta nghe được những cái gì đáng chú ý ở đây ạ? Dạ, em nghe là half the students doing a writing task and half doing something else, like an oral task. Rồi, tiếp tục ha. Nhưng mà ở đây nhắc lại với mọi người là vẫn cần cái sự đồng thuận của các bạn còn lại. Chúng ta xem nè. Or even half do the same writing task as in the original research and half do a factual writing task. Then... Rồi, bạn muốn nói gì ạ? Dạ, em nghe được half do the same writing task. Với lại các bạn xem không nghe, nhưng mà cái sau cái end là half do a factual writing task nữa. Rồi, như vậy thì các bạn Lisa này á, bạn đang đưa ra một cái phản bác hay một cái tán thành ạ? Phản bác đúng không ạ? Chúng ta nói ban đầu bạn Craig, bạn bảo là half do a writing task and half do something else like an oral task. Tuy nhiên bạn Lisa, bạn không có nói là đồng ý hay không đồng ý gì cả, nhưng mà bạn đề xuất thêm. Khi mà đã đề xuất thêm thì tức nghĩa là phản đối. Or even, hay thậm chí là half do the writing task as in the original research and half do a factual writing task. Chúng ta không cần phải nghe quá chi tiết về cái này. Tuy nhiên chúng ta thấy có những cái sự nhận diện là writing task and writing task. Rồi, tiếp tục chúng ta nghe để tìm kiếm cái sự đồng thuận từ cái người còn lại nha. Bây giờ cái sự lựa chọn của chúng ta đang nghiêng về phía nào ạ? Đang nghiêng về cái A nhiều hơn đúng không ạ? Two different writing tasks. Rồi, tiếp tục ha. We'd see if it really is the topic that made the difference or something else. That's it. Good. So, at our meeting with the... Right. That's it. Good. Như vậy thì đó là cái gì ạ? That's it. Chính nó. Như vậy thì đó là một cái sự tán thành. Do vậy, nhanh chóng quẹt vào cái câu A là two different writing tasks. Được chưa ạ? Rồi, xong cái việc đó chốt lại đi tìm cái câu 29 tiếp theo. 29 hỏi về gì? 29 hỏi về the main finding của cái class teamwork activities. Mời các bạn cùng theo dõi ha. Thì á, cái này là mình giảng về cái việc mà các bạn đang nghe thấy cái gì và cái gì đúng, cái gì sai ha. Còn tí nữa hoặc là ngày mai có thời gian các bạn về, các bạn nhớ nghe thêm với tab script để các bạn nghe rõ thêm ha. Supervisor on Monday, we can tell him we've decided on our project. We should have our aims ready by then. I suppose we need to read the original study. The article's just a summary. And there was another article I read by Smolinski. Smolinski. It was about her research on how women and men perform in mixed teams in class compared with single-sex teams and on their own. Chúng ta nghe được cái gì ở đây ạ? Có chữ gì nó liên quan đến cái của chúng ta không ạ? Là cái research của Smolinski. Thì về cái vụ women and men perform in mixed team in class. Right. Compared with single sex team. Chúng ta thấy là cái mixed gender hay là men and women mixed class với lại cái single sex team, single sex teams. Right, đúng rồi. Như vậy thì có chúng ta có thấy cái gì nó liên quan đến ABC không ạ? Dạ có. Là dính tới cái nào? Nó có thể khiến cho mình nghĩ đến cái all women groups, đúng không ạ? Đó là cái single sex team, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể nói là men or women ở cái câu B là cả hai.
Nhưng mà ở đây nếu như mà nói về cái việc mà ở đây là chúng ta thấy là có hai cái lựa chọn nó đối lập nhau. A là cái all women groups hay còn đại diện là bằng là single sex team. Và thứ hai là có mixed team hoặc là mixed gender. Như vậy á, là nó đại diện câu B. Và một cái câu mà nó được, một cái câu nói mà nó xuất hiện đồng thời dự kiện của cả hai như vậy thì nó đang chưa phải là cái mà mình cần. Đúng không ạ? Chưa phải là cái đáp án mà mình cần. Do đó là chưa phải cái thông tin mình có. Và cái thứ hai nữa là mặc dù nó nói về, nó nói về, mình bật cái tab script qua cho mọi người coi ha. Mọi người coi ở đây nè. It was about her research on, nằm ở ngay giữa, on how women and men perform in mixed team in class. Mặc dù có chữ perform in mixed team in class, nhưng mà bởi phía bên này cái performance này nó như thế nào ạ? Nó gọi là no effect. Còn phía bên này là how women and men perform. Nó chưa cho thấy là có cái chữ no effect ở trong này, do đó cũng chưa phải. Vậy thì mình cứ an tâm, mình cứ tiếp tục. Bởi vì trong một cái câu, trong cùng một cái câu mà nó xuất hiện cả hai cái mặt đối lập là women and men perform in mixed teams và có single sex team, thì nó đang chưa cho thấy cái điều gì cả. Đúng không ạ? Chưa cho thấy cái điều gì luôn. Rồi, vậy thì mình tiếp tục mình nghe ha. Mình sẽ để cái tab script này. Let me guess, the women were better at teamwork. That? Let me guess. Như thế nào à bạn Thùy Dân ạ? Dạ là the women were better at teamwork. The women ha, the women were better at teamwork. À, những người phụ nữ là better at teamwork. Tuy nhiên là có được tán thành hay không? That's what I expected. That's what I expected. But actually, but actually, that's what I expected. Tôi cũng nghĩ là như vậy á. Nhưng but actually, à có cái chữ but actually này, nhưng thật ra tức nghĩa là một cái sự phản bác, được không ạ? Và kể từ đây mình đã nghe được cái gì ở phía trên thì mình bỏ hết. Mình nghe được cái chữ but là mình sẽ bắt đầu nghe ở phía sau. Ở phía sau nó mới thay thế cho cái tất cả những gì mình đã từng nghe. The men and the women got the same results whether they were working in teams or on their own. Rồi, điều gì xảy ra ở đây ạ? À? But gì ạ? The men and the women got the same results. Whether they were working in teams or on their own. Đúng không ạ? Như vậy thì but the men and the women got the same result. The men and the women got the same result. Như vậy thì mình sẽ thấy là nó sẽ liên quan đến men and women ở câu B. Và the same result thì tức nghĩa là had no effect. Như vậy đó là câu B. Tuy nhiên là vẫn tiếp tục nghe dùm cho anh. But I guess it's not that relevant to us. What worries me anyway is how we're going to get everything done in the time. Rồi, chúng ta đã nghe được gì từ bạn Craig ạ? Là what worries me anyway? We're going to get everything done in the time. Tức nghĩa là, nhưng mà cái điều mà khiến tôi băn khoăn dù sao đi nữa thì đó chính là how we're going to get everything done in the time. Chúng ta sẽ làm thế nào để làm tất cả mọi chuyện kịp thời trong cái khoảng thời gian đó đây. Thì khi mà bạn nói cái câu đó ra thì đó là bạn đang chuyển sang một cái chủ đề khác. Như vậy bạn không còn cơ hội để mà phản bác nữa. Thì những gì mình đã nghe được ở sau cái chữ but, nó chính là cái không bị phản bác. Và mình cứ tự tin mình chọn cái đó. Đó chính là cái class teamwork này nó đã had no effect on men and women. Ok, rồi, vậy thì mình sẽ thư giãn thoải mái và đi đến cái câu 30 mà thôi. Mọi người cùng nghe ha, câu cuối cùng. We'll be okay now we know what we're doing. Though I'm not clear how we assess whether the students in our experiment actually make any progress or not. We'll be okay, các bạn đọc ở trên cái tab strip luôn giùm mình ha. How we're going to get everything done in the time. Làm sao chúng ta làm kịp mọi thứ trong thời gian đây. We'll be okay now. Chúng ta sẽ ổn thôi. What we know, what we're doing. Chúng ta sẽ ổn với điều kiện là now that. Ở đây có cái chữ now á, tức nghĩa là now that.
Now that we know what we are doing, tức nghĩa là vì chúng ta đã biết được chúng ta sẽ làm gì. À, như vậy now that tức nghĩa là vì cái điều gì đó xảy ra, đúng không? We'll be okay. We'll be okay, chúng ta sẽ ổn vì chúng ta biết được chúng ta sẽ làm gì. We'll be okay now we'll know what we're doing. Vậy thì cái điều mà chúng ta cần quan tâm ở đây tức nghĩa là ví dụ như là how we're going to hoặc là what we're doing. What we're doing, đúng không ạ? Cái what we're doing này á là một cái dạng của cái near future, tức nghĩa là tương lai gần. Như vậy nó sẽ ý chỉ về tương lai, đúng không ạ? Nó có khả năng chỉ về tương lai. Do đó mình lại tiếp tục mình hướng khả năng của mình về cái câu số 30. What they do next? They có thể talk to a professor, they observe a science class, hoặc là they look at a science timetable. Chúng ta xem là họ sẽ làm cái gì ha? No, we may need some advice on that. Right. Though I'm not clear how we assess whether the students in our experiment actually make any progress or not. Chúng ta không biết chắc là những cái bạn học sinh đó có thật sự là có make any progress, tức nghĩa là có phát triển hơn hay là không, có tiến triển hơn hay là không. Nó không hề liên quan gì đến những cái talk to a professor hay là observe a class, đúng không ạ? Tuy nhiên, no, bạn Greg, bạn bảo là no. We may need some advice on that. Chúng ta nên có một số cái lời khuyên về cái việc đấy. Lời khuyên về việc đấy, rồi. The main things to take, make sure. The main things to make sure we have the right size sample, not too big or too small. That shouldn't be difficult. Right, what do we need to do next? Lại một lần nữa, right, what do we need to do next? Chỗ này lại nhấn mạnh về cái việc là bạn sẽ làm cái gì tiếp theo. Rồi, khi hồi nãy mình có what we're doing, có hai khả năng. Một, nó là near future, tức nghĩa là tương lai gần. Hai, nó sẽ diễn tả về cái việc là present continuous, tức nghĩa là hiện tại tiếp diễn, là cái thời điểm đang hiện tại. Thì có thể khiến cho các bạn hơi lăn tăn một tí xíu, nhưng mà bây giờ nó đã xác nhận rõ hơn. What do we need to do next? Bạn sẽ làm gì tiếp theo? Rồi mời mọi người xem sẽ làm gì nha. We could have a look at the timetable for the science classes. We could have a look at the timetable for the science classes, tức nghĩa là sẽ nhìn vào cái timetable của cái science classes, đúng không ạ? Nghĩ đến câu C. Tuy nhiên, or perhaps we should just make an appointment to see one of the science professors. Or gì ạ? Mời bạn Thùy Dân đọc lên giùm anh cái đoạn này. Or. Or perhaps we should just make an appointment to see one of the science professors. To see one of the science professor, tức nghĩa là đi gặp science professor. Thì chúng ta có gì ạ? Talk to a professor, giống á mà, giống. Đi gặp hoặc là đi nói chuyện với cái ông giáo sư thì cũng y hệt nhau vậy thôi. Nhưng vấn đề ở đây là tại sao hai cái đáp án cùng một lúc như vậy? Chúng ta có loại bỏ cả hai hay không? Chúng ta xem nha. That'd be better. That'd be better. Tức nghĩa là cái việc này nó tốt hơn. Như vậy là cái bạn Lisa này không cần cái bạn Craig tán thành hay là phản đối gì cả. Tự bạn nói ra xong rồi tự bạn tát vào mặt bạn luôn. Tự bạn phủ định cái điều bạn nói là chúng ta nên đi coi cái timetable. Nhưng mà chúng ta cũng có thể đi nói chuyện với giáo sư ở với việc đó tốt hơn. Như vậy thì cái gì bạn muốn thay thế à? Bạn muốn bỏ đi cái việc timetable. Bạn muốn cái talk to professor, that'd be better. Nói việc đó tốt hơn. Rồi, và bạn Craig thì cũng không còn ý kiến gì nữa. That'd be better. Great. And we could even get to observe one of the classes. Rồi, bạn Craig, great, great. Đúng không ạ? Great là bạn tán thành. Như vậy là bạn tán thành với cái việc gì ạ? Tán thành với việc see one of the science professors. Và bạn Lisa vừa tát vào mặt của chính mình xong thì bạn Craig bảo great, quá tuyệt. Vừa tát xong thì quá tuyệt. Và bạn Craig còn chơi tụi mình thêm một cái kiểu nữa là and we could even get to observe one of the classes. Chúng ta thậm chí còn có thể observe one of the classes. Nhiều chuyện quá, còn bảo là hả? Đi nói thêm, đi observe, đi chứng kiến, đi dự thính một cái lớp học science nữa. Rồi bạn Lisa thấy bạn này nhiều chuyện quá, bạn mới hỏi what for? What for? Điều gì ạ? Gì ạ? À, như vậy thì bạn Craig mới nhục chí, bạn mới bảo well, okay, maybe let's just go with your idea. Right,
Well, bạn Greg quê quán mới bảo okay, Lay, maybe let's just go with your idea. À, vậy thôi, cứ đi theo cái ý của bạn thôi. À, right, well, à, như vậy đó. Như vậy thì cái chỗ này nó khó ở cái việc là hai bạn này nhiều chuyện nói mà không có rõ ràng, nó cứ đang lồng ghép những cái ý tưởng vào trong nhau. Do vậy á, cái mà chúng ta cần học ở đây á là những cái từ mà người ta dùng để tán thành hay là phản đối, ví dụ great hoặc là that's all right hoặc là that's huge, ví dụ như vậy, hoặc là một cái gì đó mà họ lặp lại cái lời mà bạn phía trước bạn đã nói, thì đó chính là cái việc mà tán thành. Còn nếu mà không á, bạn mà không tán thành á, bạn nói là we could even gì đó, chúng ta còn có thể thậm chí làm gì đó. Ví dụ như bạn Greg, bạn bảo là we could even, nếu mà bạn phản đối. Nhưng mà Tuấn Anh nói với bạn mọi người rồi, một khi mà đã đi đến một cái sự tán thành ở đây, cái great ở đây rồi, thì mọi cái việc ở phía sau có là gì đi nữa nó cũng không còn hiệu lực nữa. Được chưa? Mình không cần phải quan tâm ở phía sau là có phản đối hay là không. Bạn này bạn đã lỡ nói great là xong, là đã tán thành, như vậy mình không còn lăn tăn nữa. Rồi, và một cái nữa là cái bạn này bạn nhiều chuyện, bạn bảo là một lúc hai thứ, à, chúng ta có thể xem cái timetable này, and we could even or perhaps, hoặc là chúng ta có thể đi talk to a professor and that'd be better. Như vậy bạn tự tát vào mặt mình, đó là một cái dạng tự phủ định bản thân. Như vậy ngày hôm nay chúng ta nhớ rằng là chúng ta khi mà xem một cái đoạn đối thoại, chúng ta cần xem những cái cụm từ mà người ta tán thành với nhau hoặc là người ta phủ định nhau, được không ạ? Rồi, như vậy thì bạn nào mà nghe chưa được tốt á, thì mọi người nhớ vào cái phương pháp là nghe 3 bước ha. Lần đầu tiên là nghe với cái đề bài, cố gắng nghe hết sức có thể. Thì cái lần đó chúng ta có thể là nghe, bạn nào còn yếu nghe 2-3 lần cũng được. Sau đó là chúng ta sẽ nghe song song với lại việc đọc tape script. Thì chúng ta vừa nghe, vừa đọc nhìn tape script và vừa phát âm lại. Nếu mà cái chỗ của chúng ta mà ồn, yên tĩnh quá, không có làm ồn được á, thì chúng ta vừa nghe vừa chép lại ha, vừa chép lại. Rồi, thì cái việc đó mình cũng có thể nghe lại 2-3 lần cùng một lúc luôn, 2-3 lần trong cái giai đoạn này luôn. Và cuối cùng mình cố gắng mình đóng cái tape script lại và mình nghe tất tần tật lại một lần nữa cùng với cái đề ha, để mình coi là mình đã nghe đầy đủ tất cả mọi nội dung hay là chưa. Rồi, chúng ta tập trung vào cái việc là chúng ta nghe sâu, nghe kỹ hơn là nghe nhiều. Tức nghĩa là không cần phải nghe quá nhiều cái đề bài, chúng ta chỉ cần là một cái bài đấy chúng ta tự phân tích với bản thân sau khi đã nghe bước 1 xong á, là đã làm đúng câu nào, sai câu nào. Chúng ta dò đáp án để coi đúng sai như thế nào ha. Và coi là mình đã sai cái gì thì mình phải tập trung, mình focus coi là tại sao mình sai và mình đã nghe cái gì mà sai như vậy và chúng ta nên nghe đúng là nghe cái gì. Đó, thì khi mà chúng ta nghe đi nghe lại nhiều lần như vậy thì chúng ta mới ra được cái vấn đề. Còn nếu như mà nghe quá nhiều á, nghe nhiều bài khác nhau mà không có đi phân tích sâu vào vấn đề là chúng ta đang gặp rắc rối ở cái phần nào á, thì chúng ta sẽ cũng khó mà tiến bộ thêm được nhiều, được không ạ? Rồi, thì bài ngày hôm nay là đã kết thúc tại đây, thì chúng ta có thể nghỉ ngơi. Còn bạn nào mà có thắc mắc hoặc là có khó khăn gì trong việc học tập thì chúng ta có thể ở lại để thảo luận thêm. Cảm ơn mọi người ạ. Mọi người nhớ làm giùm mình cái dàn bài writing hôm thứ hai nha. Tại vì ngày hôm nay là các bạn chưa có làm dàn bài nhiều, cho nên mình không có dạy writing tiếp được á. Rồi, cảm ơn các bạn ạ. Chúc một buổi tối vui.